viết sách thành thần, ta thật không có nghĩ võ hiệp biến huyền huyễn A. Chương 141, Ách nang độc thể, để thích thiên bị sợ quá khóc, nước hàng, duyệt lai khách sạn, công chúa, hàng thiên thường nghe được kêu thảm, lập tức cầm kiếm phá cửa mà vào, một mặt khẩn trương cùng đề phòng, công chúa, ngươi thế nào, nhìn thấy trên giường thống khổ kêu trên hồng liên, hàng thiên thường một trái tim nhấc lên, khẩn trương hỏi, không có. Không có việc gì. Hồng Liên gian nan mở miệng, thể chất thuế biến, thoát thai hoán cốt, kia quả nhiên là cắt da khoét xương thống khổ. Ban đầu Hồng Liên không biết rõ xảy ra chuyện gì, bất quá khi trong ốc nàng xuất hiện một môn đấu khí phương pháp tu luyện về sau, Hồng Liên mặc dù vẫn như cũ không minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết rõ hẳn là cùng Lý Trường Sinh có quan hệ, Lý Trường Sinh chắc chắn sẽ không hại nàng. Chỉ là không biết rõ vì cái gì nàng như thế đau nhất, hàng thiên thường nghe vậy, đành phải thủ hộ ở một bên, bởi vì hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì, cũng nhìn không ra xảy ra chuyện gì, căn bản giúp không giúp được gì, cũng may Hồng Liên thuế biến rất nhanh, thống khổ về sau, Hồng Liên từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, bộ ngực đầy đặn kịch liệt chập trùng, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Răng rắc, thực tâm một đầu làm đầu giường vỡ vụn, Hồng Liên khẽ giật mình, cúi đầu nhìn về phía mình trong tay nắm lấy mảnh gỗ vụn, trừng to mắt, đây là ta làm, Hàng Thiên thừa ánh mắt nhìn lại, cũng là khẽ giật mình, đối với võ giả tới nói, bóp nát đầu gỗ cũng không tính cái gì, nhưng Hồng Liên võ công yếu thành cạn bã, muốn bóp nát thực tâm một đầu, căn bản làm không được. Húng chi Hồng Liên chỉ là vô ý tiến hành, điều này nói rõ cái gì, nói rõ Hồng Liên lực lượng tăng vọt, không thể hoàn mỹ khống chế, bản công chúa lợi hại như vậy, Hồng Liên trong lúc kinh ngạc mang theo hưng phấn, đưa tay bắt lấy giường gỗ biên giới, dùng sức bóp, bành giường gỗ trực tiếp bị bóp nát một góc, Hồng Liên hơi sững sờ, lập tức hưng phấn lên, ha ha. Bản công chúa hiện tại cũng là cao thủ, công chúa, phát sinh cái gì rồi, hàng thiên thừa hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ Hồng Liên ăn cái gì Linh đan dịu dược hoặc là thiên tài địa bảo, đương nhiên, hắn càng sợ Hồng Liên ăn cái gì kích phát tiềm lực hoặc là có tác dụng phụ cấm dược, hư hư. Bản công chúa cũng nhận được trường sinh công tử ban tặng tiên duyên, cũng có thể tu luyện đấu khí rồi hồng liên ngẩng lên cổ ngạo kiều nói diễm linh cơ đạt được vẫn lạc tâm viêm thì sao bản công chúa sớm tối vượt qua nàng còn có minh châu phu nhân cái kia tao hồ ly tinh đừng để bản công chúa nhìn thấy nếu không xem ta như thế nào trừng trị nàng đối với mình mẹ kế minh châu phu nhân hồng liên cùng với nàng rất không hợp nhau chỉ là trước kia nàng hoàn toàn không phải là đối thủ vô luận ngoài sáng trong tối cũng bị minh châu phu nhân nghiện thành cặn bã nhưng bây giờ, Hồng Liên cảm giác tự mình đứng lên tới, chúc mừng công chúa, hàng thiên thừa mừng rỡ, vội vàng chúc mừng, Hồng Liên đạt được Lý Trường Sinh ban cho, nói rõ Lý Trường Sinh coi trọng Hồng Liên, hắn nghĩa phụ hàng vũ không phải liền là muốn dùng Hồng Liên giao hảo Lý Trường Sinh sao? Bây giờ mặc dù không có đến vô cực thành, nhưng ở hàng thiên thừa xem ra, đã thành công hơn phân nửa, hắn nghĩa phụ quả nhiên cao minh, về phần Hồng Liên vượt qua diễm linh cơ, thu dọn Minh Châu Phu Nhân, Hàng Thiên Thừa không có quá để ý, hiện tại Hồng Liên chính là cái không trành thế sự, ngay thơ đơn thuần tự kỷ thiếu nữ, luận mưu trí quỷ kế, 10 cái Hồng Liên cũng không phải là đối thủ của Minh Châu Phu Nhân. Hồng Liên muốn thu dọn Minh Châu Phu Nhân, trừ phi Hồng Liên có viễn siêu Minh Châu Phu Nhân thực lực tuyệt đối, về phần Diễm Linh Cơ, Hàng Thiên Thừa không cảm thấy Hồng Liên có thể vượt qua Diễm Linh Cơ, song phương điểm xuất phát dây liền không đồng dạng, mà lại Diễm Linh Cơ đạt được thế nhưng là vẫn lạc tâm viêm, Hồng Liên mặc dù một cái mạnh lên không ít, nhưng đối với có dị hỏa diễm linh cơ, vẫn là kém xa, nhất là vẫn là tâm viêm có thể xưng tu luyện mấy gian lận, ngày sau nàng nhóm chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Hàng Thiên thừa không có ở lâu, đêm hôm khuya khoắt, hắn ở lâu ảnh hưởng không tốt, huống chi Hồng Liên quần áo cũng ướt đẫm, cần rửa mặt. Hàng Thiên thừa gọi tới đi theo Hồng Liên thiếp thân thị nữ giúp Hồng Liên rửa mặt, mà hắn thì hưng phấn trở về phòng viết phong thư giao cho thủ hạ bằng nhanh nhất tốc độ đưa đến nghĩa phụ trong tay vâng nhìn qua thủ hạ rời đi hàng thiên thừa tâm tình thật tốt nghĩa phụ biết rõ hồng liên đạt được tiên duyên chắc hẳn sẽ rất cao hứng hắn đi vào hồng liên bên ngoài đêm nay chuẩn bị canh giữ ở bên ngoài mặc dù hồng liên là yên chi bản trên mỹ nhân hắn biết rõ sẽ thụ lý trường sinh che chở nhưng hắn không muốn ra bất luận cái gì ngoài ý muốn cái này thế nhưng là hắn nghĩa phụ dựng vào lý trường sinh điều tuyến này trọng yếu thể đánh bạc không cho sơ thất hồng liên rửa mặt về sau cả người vẫn như cũ rất kích động không có chút nào buồn ngủ nàng lập tức căn cứ trong đầu đấu khí phương pháp tu luyện tu luyện cái này một tu luyện nàng liền dừng lại không được loại kia không ngừng mạnh lên khoái cảm thực tế để cho người ta mê mùi khó mà tự kềm chế thể chất của nàng lột xác thành thất thải thôn thiên thể nhưng tu vi yếu cơ hồ có thể không cần tính cả hai hoàn toàn không ghép đôi bởi vậy nàng tốc độ tu luyện nhanh chóng đấu khí một đoạn đấu khí chi hai đoạn đấu khí tam đoạn đấu giả đấu sư đại đấu sư là ngày thứ hai thị nữ tiến đến bảo nàng thời điểm hồng liên phát hiện mình đã tu thành đại đấu sư cả người càng thêm hưng phấn bản công chúa quả nhiên là cái thiên tài chờ đến vô cực thành xem bản công chúa không đánh nổ minh châu phu nhân kia hồ ly tinh đầu hồng liên đôi bàn tay trắng như phấn dương lên hận không thể lập tức bay đến vô cực thành hung hăng đánh minh châu phu nhân mặt vô cực thành, Lý Phủ. Minh Châu phu nhân trong phòng, huân hương lượng lờ, màn lụa theo gió mà động, ngoài phòng tia sáng xuyên thấu qua cửa sổ, vẫy xuống thành từng khối quần sáng, Minh Châu phu nhân uyển chuyển xinh đẹp thân ảnh khoanh chân ngồi tại bên trên nhuyễn giường, màu tím váy dài bao vây lấy nở nang thân thể mềm mại, phát họa ra đầy đặn linh lung đường công, giống như thành thục cây đào mật. Trong lúc giơ tay nhất chân tản ra yêu mị khí tức, ba búi tóc đen tùy ý theo vai đẹp rối tung mà xuống thẳng đứng đến mảnh khảnh eo thon ở giữa khuôn mặt xinh xắn đẹp đẽ đôi mắt đen nhánh hẹp dài thon dài lông mi hơi nhếch lên chớp động đem hơi run rẩy lộ ra khác vạn loại phong tình câu hồn đoạt phách ách nang độc thể thật sự là quá tuyệt vời minh châu phu nhân quanh thân đấu khí vừa thu lại liếm liếm nước nhượng mê người môi đỏ hẹp dài yêu giả đôi mắt đẹp mang theo hưng phấn đêm qua lý trường sinh không tại minh châu phu nhân trong lúc rảnh rỗi liền nhìn lên đấu phá sau đó nàng cùng hồng liên không sai biệt lắm cũng nhận được một loại cường đại thể chất đấu khí phương pháp tu luyện cùng thất thải độc kinh loại này cường đại thể chất chính là tiểu tiên y ách nang độc thể loại thể chất này cực kỳ đặc thù muốn mạnh lên không cần nhiều năm tu luyện đấu khí chỉ cần ăn độc dược là được rồi ách nang độc thể sẽ tự động đem độc dược bên trong ẩn chứa độc lực lấy một loại quỷ dị phương pháp chuyển hóa thành cực kỳ đặc thù độc đấu khí độc tính càng mạnh đối thực lực bọn hắn tăng lên liền vượt có chỗ tốt minh châu phu nhân vốn là dùng độc cao thủ trong ngày thường rất ưa thích chơi độc cái này thể chất cùng với nàng quả thực là tuyệt phối nhưng nàng mười điểm ưa thích tối hôm qua nàng không kịp chờ đợi tu luyện nàng đem thể nội chân khí chuyển hóa về sau lại thôn phệ không ít độc dược nhảy lên trở thành đấu vương cấp bậc cường giả đáng tiếc lý trường sinh không tại nếu không minh châu phu nhân nhất định phải hảo hảo khao cảm tạ lý trường sinh một phen nhưng lý trường sinh biết rõ nàng cảm động cùng nhiệt tình đáng tiếc lý trường sinh đang hưởng thụ sư phi huyên nhiệt tình không có phút hưởng thụ giờ phút này sư phi huyên đang cùng lý trường sinh chia tay công tử bảo trọng phi huyên đi giang hồ hiểm ác vạn sự xem chừng lý trường sinh dặn dò kỳ thật yên chi bản trên mỹ nữ hắn cũng dùng nhân khí giá trị thiết trí tự động nhắc nhở tác dụng chỉ cần gặp được nguy hiểm liền sẽ nhắc nhở hắn đây cũng là sư phi huyên gặp được nguy hiểm hắn có thể kịp thời chạy đến nguyên nhân làm như thế cũng là tránh cho bị đánh mặt ảnh hưởng quyền uy của hắn hắn nói che chở yên chi bản trên mỹ nhân vậy liền che chở được ai muốn đánh hắn mặt có thể thử một chút sư phi huyên nhón chân lên phi tóc tại lý trường sinh trên mặt hôn một cái quay người nhanh chóng rời đi theo cự ly đi xa sư phi huyên nụ cười trên mặt dần dần thu liễm hồng hạ biến mất, lại biến trở về cái kia không ăn khói lửa nhân gian tiên tử, nên đi nhìn xem kiếm hùng, Lý Trường Sinh thu hồi ánh mắt, cưỡi lên hỏa kỳ lân, hướng chú kiếm thành mà đi, phía trước mấy ngày, bị Minh Châu phu nhân đầu kia khẩu vị cực lớn cá mập lớn cuốn lấy. Lý Trường Sinh phân thân vô thuật, say mê trong đó, khó mà tự kềm chế, hai ngày này cùng với sư phi huyên, chú kiếm thành đều nhanh một tuần không có đi, hắn hơi nhớ nhung kiếm hùng cực kỳ, chú kiếm thành, kiếm hùng khôi phục nữ trang, bất quá một bộ lam nhạc trang phục, cầm trong tay lăng sương kiếm, tư thế hiên ngang, trước mặt nàng còn có một cái mang theo băng điêu mặt nạ quái nhân. Giờ phút này khoa tay múa chân, thao thao bất tuyệt giảng đạo, cái này luyện sắc tay có thể nói là chú kiếm sư tha thiết ước mơ tuyệt thế võ học, đại thành về sau luyện sắc tay, không chỉ có thể trực tiếp dùng tay hòa tan các loại binh khí, còn có thể trực tiếp dùng tay cải tạo binh khí môn võ công này lúc đầu rất khó tu luyện, 10 điểm gian khổ, không phải ý chí kiên định người không thể luyện thành. Bất quá ngươi có được đến hàng thuộc tính lại có thể khởi tử hồi sinh có chữa thương hiệu quả lăng xương kiếm, muốn luyện thành luyện sắc tay liền dễ dàng, bản tọa lấy huyền băng kình phối hợp lăng xương kiếm rất dễ dàng liền có thể giúp ngươi hoàn thành bước đầu tiên đúc tâm. Tốt, kiếm hùng có chút trầm ngâm, Gật gật đầu, nàng biết rõ trước mắt cái này mang theo băng điêu mặt nạ nam tử chính là cái kia sống hai ngàn năm đế thích thiên, cho dù nàng có lăng xương kiếm, đế thích thiên muốn giết nàng cũng là dễ như trở bàn tay, nàng không có chút nào sức phản kháng, đế thích thiên hẳn là sẽ không hại nàng, không phải là bởi vì chính nàng, mà là đế thích thiên sợ lý trường sinh. Trước đó đế thích thiên chui vào chú kiếm thành, do xét phượng hoàng tin tức, kết quả đụng phải lý trường sinh một kiếm chém võ thánh sự tình để thích thiên cũng là võ thánh lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực cùng giữa thiên địa có rất sâu cảm ứng đây cũng là võ thánh vẫn lạc trên trời rơi xuống mưa máu vạn vật cùng buồn nguyên nhân hắn trước tiên liền cảm ứng được người xuất thủ là lý trường sinh hắn cảm giác cho dù hắn sau cái kia lão hòa thượng mạnh cũng ngăn không được lý trường sinh kia kinh khủng một kiếm thế là hắn bị hù dọa hắn biết rõ lý trường sinh tin tức đặc biệt linh thông hư hư thực thực không gì không biết hắn chỉ sợ núp ở chỗ nào đều sẽ bị tìm tới mà hắn đến chú kiếm thành sự tình khẳng định cũng bị lý trường sinh biết rõ không có biện pháp hắn đành phải cố ý hiển lộ tung tích nhưng kiếm hùng phát hiện dù sao hắn hiện tại không có làm sao đắc tội lý trường sinh càng không có đối lý trường sinh người đồng thủ qua không tính kẻ thù hắn chỉ là đến chú kiếm thành nhìn một chút phượng hoàng tin tức hắn dự định truyền kiếm hùng một môn võ công tuyệt thế xem như đền bù hắn tự tiện chui vào chú kiếm thành khuyết điểm. Lúc này mới có hắn dạy kiếm hùng luyện sắc tay một màn, kiếm hùng cũng biết rõ đế thích thiên ý tứ, mặc dù nàng biết rõ lý trường sinh lợi hại, nhưng cũng không cần thiết bình bạch kết thù đế thích thiên, cho nên tiếp nhận đế thích thiên hảo ý, xem như tha thứ đế thích thiên tự tiện chui vào chú kiếm thành chịu tội, mà lại nàng mặc dù không phải rất ưa thích luyện võ cùng đúc kiếm. Nhưng nàng không muốn làm cái bình hoa, nàng cũng nghĩ mạnh lên, mặc dù nàng chú kiếm thuật coi như không tệ, cho dù phóng nhãn thập phương vực, cũng là đỉnh tim, nhưng nàng biết rõ, nàng cùng Lý Trường Sinh chênh lệch vẫn như cũ rất lớn, cho nên, đối với đế thích thiên luyện sắc tay, nàng cũng có chút tâm động, có luyện sắc tay, thực lực của nàng cùng chú kiếm thuật đều có thể tăng nhiều. Chú kiếm thành bên ngoài, Lý Trường Sinh cưỡi hỏa kỳ lân, còn không có tới gần liền cảm ứng được đế thích thiên khí tức, võ thánh cấp bậc khí tức, tại chú kiếm thành liền như là một vòng mặt trời lóa mắt hắn lập tức ẩn giấu đi tự mình cùng hỏa kỳ lân thân hình lặng yên đi vào chú kiếm thành đế thích thiên lý trường sinh cưỡi tại hỏa kỳ lân trên lưng quan sát đang giúp kiếm hùng luyện công đế thích thiên rất nhanh liền thôi diễn ra liên quan tin tức cái này lão tiểu tử thật đúng là có được giảng được ha lý trường sinh nhìn chăm chú vào kiếm hùng đúc tâm hoàn thành toàn bộ quá trình đế thích thiên cũng không có ra vẻ cùng biện pháp dự phòng nhưng lý trường sinh khẽ vuốt cằm nếu như đế thích thiên có dũng khí dở trò hắn không ngại một kiếm bổ hắn dù sao đã chém một cái võ thánh lại chém một cái cũng không nhiều ngươi ngược lại là biết làm việc ta còn tưởng rằng ngươi cũng nghĩ cùng phật môn con lừa trọc tính toán ta đây lý trường sinh nhìn qua đế thích thiên vừa cười vừa nói theo thanh âm hắn vang lên hắn cùng hỏa kỳ lân thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại trên đại điện lý đại ca kiếm hùng kinh hỷ một thoáng thời gian, một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, lạnh cả người, nếu như Lý Trường Sinh muốn giết hắn, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết rõ, thật là đáng sợ, giờ khắc này, để thích thiên đối Lý Trường Sinh kính sợ cùng sợ hãi liên tục lên cao mấy cái bậc thang, liền nói, để thích thiên gặp qua Trường Sinh công tử, mạo mùi quấy rầy. Còn xin Trường Sinh công tử thứ lỗi. Chương 142, hôn lễ thiếp mời, công đức linh bảo, mạo mùi quấy rầy, còn xin trường sinh công tử thứ lỗi, để thích thiên tự mình đối mặt Lý Trường Sinh, càng thêm cảm nhận được Lý Trường Sinh đáng sợ cùng kinh khủng, cứ việc Lý Trường Sinh trên thân không có phát ra bất luận cái gì khí thế, nhưng này loại này đến từ sinh mệnh cấp độ uy áp, giống như sâu kiến đối mặt cự lông. Là hắn hơn 2.000 năm sinh chính xác chưa từng thấy qua cường đại, cho dù đã từng đánh bại hắn võ vô địch cũng kém xa tích tắp lý trường sinh kinh khủng, thậm chí cả hai không có chút nào khả năng so sánh, ta không ưa thích bị quấy rầy, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lý Trường Sinh bình tĩnh đánh giá một cái đế thích thiên, đối với hắn không có gì hứng thú, đã đối phương thức thời. Cũng không có làm cái gì, cũng lười dết hắn, đa tạ trường sinh công tử, tại hạ cáo từ, đế thích thiên chấp tay thi lễ, biết rõ Lý Trường Sinh tiễn khách, không dám ở lâu, vội vàng rời đi, hắn cũng không muốn ở tại Lý Trường Sinh bên người, thật không có cảm giác an toàn, tựa như một cái bình thường tiểu hài đứng tại một đầu mảnh hổ trước mặt, gọi là một cái hải hùng khiếp vía. Kinh hồn bạc vía, Lý Đại ca, người rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên người ta, kiếm hùng ông Lý Trường sinh cổ, mừng rỡ kích động đôi mắt đẹp mang theo một tia u oán, nói, không biết người ta nhớ bao nhiêu ngươi, kiếm hùng thanh âm trả rít, tự như một cái dính người con mèo nhỏ, chỗ nào nghĩ, Lý Trường sinh cười cười, ranh mảnh nói, Lý Đại Ca. Kiếm Hùng khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi cúi đầu xuống, tràn đầy ngượng ngùng, ha ha, Lý Trường Sinh cười to, một cái ông lấy Kiếm Hùng, câu mày nói, giống như cũng gầy, bất quá Lý Trường Sinh cũng không phải rất xác định, đợi chút nữa mà tự tay đo đo một cái, khả năng xác định là gầy, vẫn là mập, có lẽ là mấy ngày trước đây ăn đã quen minh cho phu nhân cái kia bàn tử. Mới đột nhiên cảm giác Kiếm Hùng biến gầy, để thích thiên truyền thụ kiếm hùng luyện sát tay, Lý Trường Sinh cũng không có keo kiệt, tự mình chỉ điểm kiếm hùng các lộ trưởng pháp, trạo pháp, chỉ pháp, công pháp, thân pháp các loại 18 kỹ nghệ, tới làm mà luận đạo, các loại kỹ pháp, đâu ra đó, trong đó uyển chuyển khúc chiết, không đủ ngoại nhân nói, cùng lúc đó. Thiên hạ hội, phi vân đường, đường chủ bộ kinh vân ngồi tại chất gỗ trong thùng tắm, thiên hạ hội đệ nhất Mỹ tỳ khổng từ đứng ở phía sau, tay nhỏ cầm dây mướt nhương cho bộ kinh vân kỳ lưng, từ giờ trở đi, ngươi liền có thể vĩnh viễn lưu tại bên cạnh ta, bộ kinh vân mặt không biểu lộ, mặc cho khổng từ kỳ lưng đồng thời, trầm giọng nói ra, ta muốn ngươi hoàn toàn thuộc về ta một người. Thoại âm rơi xuống, bộ kinh vân theo trong thùng tắm đứng người lên, mặt hướng khổng từ, nhìn xem con mắt của nàng, nắm lên khổng từ để tay tại ngực, bởi vì ngươi sẽ ở chỗ này với ta bên trong, khổng từ cúi đầu xuống, không có trả lời, bởi vì trong nội tâm nàng sớm đã có người đó chính là ôn tồn lễ độ nhiếp phong nàng né tránh bộ kinh vân ánh mắt đi đến bên cạnh cầm lấy áo choàng cho bộ kinh vân phủ thêm muốn chuyển di lực chú ý lại bị bộ kinh vân ông chặt lấy kinh thi nói chấp tử chi thủ cùng tử giai lão bộ kinh vân ông khổng từ nhìn qua con mắt của nàng ẩn ý đưa tình khổng từ ta nguyện dùng ta cả đời đổi lấy với ngươi lẫn nhau giai tổng lão không bằng khổng từ trả lời bộ kinh vân cúi đầu dùng sức hôn xuống, vân thiếu gia, khổng tử muốn nói lại thôi. Ngọc thủ nhẹ nhàng thôi tán bộ kinh vân lòng ngực, vân thiếu gia, không. Không muốn. Dạng này, khổng tử, ta không thể không có ngươi, khổng tử ta muốn ngươi, tại bộ kinh vân cường lực dưới, khổng tử chỉ có thể yên lặng chịu đựng, dù sao nàng chỉ là cái nho nhỏ tỳ nữ, nào có phản kháng quyền lợi, ngoài phòng. Thiên hạ hội ban chủ hùng bá con mắt nhắm lại nhìn qua bộ kinh vân gian phòng, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang cùng tính toán, mặt trời lên mặt trăng lặng. Ngày thứ hai, bộ kinh vân nhìn qua bên cạnh còn tại ngủ say khổng từ, trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng nụ cười, xuân phong đắc ý, hắn thoát thân mà ra, nện bước nhẹ nhàng vui sướng bộ pháp rời phòng, giữa trưa, hùng bá triệu tập thiên hạ hội chúng đệ tử. Trước mặt mọi người tuyên bố một cái tin tức trọng đại, hắn lôi kéo khổng từ tay đi đến trước sân khấu, cất cao giọng nói, Giang Sơn như thử đa kiều, làm sao có thể có thể thiếu thân tình, có ngươi như vậy nhu thuận lanh lợi nữ nhi, ta hùng bá lại còn cầu mong gì, hùng bá một mặt hiền lành, trước mặt mọi người tuyên bố thu khổng từ vì nghĩa nữ, tần sương, nhiếp phong cùng bộ kinh vân cùng khổng từ quan hệ không tệ. Trong đó tần sương cùng bộ kinh vân cũng ưa thích khổng từ, càng cao hứng hơn, bất quá hưng phấn nhất kích động không ai qua được bộ kinh vân, khổng từ trở thành hùng bá nghĩa nữ, hai người bọn họ thân phận liền ngang nhau, Hùng Bá cũng không có lý do phản đối, hắn liền có thể cùng với khổng từ, bộ kinh vân trong lòng tràn ngập chờ mong, chuẩn bị đợi chút nữa mà liền đi tìm Hùng Bá. Nhưng bọn hắn thành thân, nhưng mà, không bằng bộ kinh vân mở miệng, Hùng Bá liền trực tiếp mở miệng, muốn vì khổng từ chọn lựa một vị như ý lan quân, đồng thời Hùng Bá nói ra, hôn lễ này Tân Lan là đồ đệ của ta, quá tốt rồi. Khẳng định là ta, bộ kinh vân vẻ mặt tươi cười, xuân phong đắc ý, cơ hồ không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài, biểu đạt trong lòng vui sướng. Sau một khắc, hùng bá chỉ một ngón tay, hắn chính là tần sương, oanh, bộ kinh vân thân thể rung lên, giống như sét đánh trời nắng, đầu một mảnh trống không, không thể tin vào tai của mình, tần lan lại không phải hắn, không phải hắn, là hắn, hắn, là ta, tần sương một mặt mộng bức. Mặc dù hắn cũng rất ưa thích khổng từ, nhưng không nghĩ tới Tân Lan lại là hắn, hắn cũng biết rõ bộ kinh vân ưa thích khổng từ. Mà lại đoạn này thời gian, khổng từ theo nhiếp phong thần phong đường điều đến bộ kinh vân phi vân đường, một mực tại phục thị bộ kinh vân, mặc dù mộng bức, nhưng mỹ nữ từ trên trời xuống, hay là hắn ưa thích nữ nhân, tần sương cũng có dũng khí to lớn kinh hỉ nền ở đỉnh đầu, cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên, để cho người ta không sai cùng phòng, theo tuyên bố xong xuôi hùng bá lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Bộ Kinh Vân thẹn quá hóa giận, ở sau núi thác nước liều mạng vận công nổ thác nước, phát tiết trong lòng phẫn nộ mà đột nhiên trở thành tân lang, trên trời rơi xuống ngạc nhiên tần sương đi vào khổng từ gian phòng, lại là ôn nhu nói, có thể cưới ngươi làm vợ, là ta tần sương may mắn, nếu như ngươi lòng có sở thuộc, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, coi như sư phụ khả năng nổi giận. Ta cũng nguyện ý đem ngươi lựa chọn nói cho hắn biết, ngươi hiểu ý của ta không, tần sương mặc dù ưa thích khổng từ, nhưng hắn có thể cảm giác được khổng từ tự hồ trong lòng có người, hắn không nguyện ý ép buộc, tục ngữ nói dưa hái xanh không ngọt, nhưng phần lớn nhân tại bỏ mặt ngọt không ngọt, chỉ cần giải khác là được, nhưng tần sương hiển nhiên là chính nhân quân tử. Tình nguyện tự mình khác, cũng không muốn người khác chịu đói, thật tình không biết, người khác sớm đã chạy tới hắn trong ruộng, đem hắn dưa hô hố một lần, chỉ để lại một chỗ xanh mơn mẫn cành gãy lá úa, tần sương đi, lưu lại khổng từ một mình suy nghĩ nhân sinh, bộ kinh vân phát tiết một trận về sau, nổi giận đùng đùng tiến đến, từ phía sau ông chặt lấy khổng từ liền cưỡng hôn bắt đầu. Ngươi thả ta ra, khổng từ quay đầu, né tránh bộ kinh vân cưỡng hôn, nghĩ đến nàng đã bị gã cho tần sương, liền dùng sức tránh ra bộ kinh vân ông cưỡng hôn, khổng từ, ta không cho phép ngươi ly khai ta, bộ kinh vân lần nữa cường lực ông lấy khổng từ, vân thiếu gia, nhắm chúng ta không thể dạng này, khổng từ dãy dụ lấy, lớn tiếng nói, ta không thể có lỗi với sương thiếu gia. Ta bỏ mặt. Ta liền muốn ngươi, bộ kinh vân lần nữa cưỡng hôn xuống dưới, các ngươi đang làm gì, đúng lúc này, nhiếp phong đi tới, bộ kinh vân ngẩng đầu, vẫn như cũ ông khổng từ, lạnh lùng nói, ngươi làm gì biết rõ còn cố hỏi, nhiếp phong sầm mặt lại, phẫn nộ nói, khổng từ nàng đã là nhóm chúng ta đại tẩu, ngươi sao có thể nói loại lời này, ta đối khổng từ yêu, vĩnh viễn không hối hận, bộ kinh vân không có chút nào ấy nấy, lẽ thẳng khí hùng, nhiếp phong gặp bộ kinh vân ngoan cố không thay đổi, liền muốn đem việc này nói cho hùng bá, khổng từ vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, việc này một khi đem ra công khai, tần sương đem mất hết thể diện, khổng từ không muốn tần sương bị thương tổn, nhiếp phong nghe vậy, cũng cải biến chú ý. Bằng lòng thay hai người bảo thủ bí mật, nhưng hắn muốn khổng từ cùng bộ kinh vân cam đoan về sau nhất định phải phân rõ giới hạn nhưng nhiếp phong chỗ nào minh bạch, cái này sự tình chỉ có lẽ lần cùng vô số lần, ở đâu là có thể phân rõ giới hạn, một bên khác, hùng bá đối tần sương đại gia lôi kéo, cũng xuất ra thiên hạ hội lệnh bài làm tân hôn lễ vật, nói cho tần sương. Ngày sau hắn chính là thiên hạ hội người nối nghiệp, nhìn qua tần sương mừng rỡ rời đi, hùng bá nụ cười trên mặt thu liễm, trong lòng cười lạnh, sương nhi, vân nhi, cơn gió, các ngươi ba người không phải tình như thủ túc sao? Ngay sau xem các ngươi làm sao quyết liệt, từ lần trước theo trường sinh thư các sau khi trở về, hắn liền suy nghĩ làm sao giải quyết phong vân, trực tiếp giết. Danh không chính, ngôn bất thuận, biết di động giao nhân tâm, bất lợi cho hắn trưởng khống thiên hạ hội, thế là hắn nghĩ tới cái này dùng khổng tự chia rẽ phong vân xương ba người, nhường bọn hắn tự giết lẫn nhau, mà hắn thì ngồi thu ngư ông đắc lợi, như thế, hắn không chỉ có thể không cần tốn nhiều sức, giải quyết phong vân xương, lại càng không có tổn hại hắn thanh vọng tần sương đạt được hùng bá hứa nặc chỗ tốt lại sắp cưới trong lòng nữ thần có thể nói nguyên khí tràn đầy nhiệt tình mười phần hắn cùng khổng từ hôn lễ thiếp mời cũng nhanh chóng phát ra chú kiếm thành lý trường sinh nằm tại trên giường mềm đầu gối lên kiếm hùng bụng dưới ăn kiếm hùng lột tốt đút tới bên miệng bồ đào lý đại ca kiếm hùng thon dài ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve lý trường sinh gương mặt nhẹ nhàng cười nói ai có thể nghĩ tới danh chấn cửu châu trường sinh công tử. Vậy mà như cái đứa bé đồng dạng, đang khi nói chuyện, kiếm hùng nâng lên đem lý trường sinh đầu ông vào trong ngực, trong mắt tràn đầy nhu tình, tràn ngập mẫu tính quan huy, lý trường sinh đầu cuối lưng cuối lưng, cười nói, nam nhân đến chết là thiếu niên, thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên, kiếm hùng nhướng mày, thản nhiên nói, tiến đến, lòng kiếm làm bưng lấy thiếp mời cúi đầu đầu nhanh chóng đi vào lý trường sinh cùng kiếm hùng trước người quỳ một chân trên đất cung kính nói khởi bẩm thành chủ trường sinh công tử thiên hạ hội hùng bá thu tỳ nữ khổng từ vì nghĩa nữ cũng đem gã cái đại đệ tử tần sương đặc biệt đưa tới thiếp mời biết rõ đi xuống đi kiếm hùng tố thủ vung lên đem thiếp mời cầm tới thản nhiên nói thuộc hạ cáo lui long kiếm làm vội vàng lui ra từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu nhìn một cái lý đại ca Ngươi nói ta muốn đi sao? Kiếm hùng cầm thiếp mời hỏi, đối với thiên hạ hội, nàng bây giờ cũng không thèm để ý, đã người ta thịnh tình mời, vậy liền đi thôi, Lý Trường Sinh cười cười, ta cùng đi với ngươi, Lý Đại ca, cảm ơn ngươi, kiếm hùng trong mắt tràn đầy cảm động. Lý Trường Sinh bồi tiếp nàng cùng đi, tương đương với nói cho tất cả mọi người giữa các nàng quan hệ, vậy ngươi muốn làm sao cảm ơn ta, Lý Trường Sinh nhìn qua kiếm hùng, ranh mạnh nói, kiếm hùng mặc dù không phải yêu nguyệt, tây thi, diễm linh cơ loại kia khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân tuyệt thế, nhưng kiếm hùng tính cách đặc chất nhưng Lý Trường Sinh rất ưa thích, Lý Đại ca liền biết rõ ức hiếp ta. Kiếm hùng thon dài ngọc thủ đem Lý Trường Sinh đầu siết sau ông vào trong ngực, sẵn giọng buồn chết ngươi, mặt trăng lên mặt trời lặng, ánh tà dương đỏ quạt như máu, Lý Trường Sinh nhìn qua bên cạnh kiếm hùng, khóe mắt còn mang mấy gạt lệ ngấn, mang theo thỏa mãn ngủ thật say ý thức nhìn về phía hệ thống, viết sách thành thần hệ thống, túc chủ, lý trường sinh, danh chấn cửu châu. Thể chất, tiên thiên đạo thể, 520 trên 1000, tu vi, siêu phàm ngũ giai sơ kỳ, nguyên anh sơ kỳ, võ thần sơ kỳ, công pháp, trường sinh đạo kinh, trường sinh võ kinh, đạo thuật võ kỹ, thần kiếm ngự lôi chân quyết, xuất thần nhập hóa, trảm quỷ thần chân quyết, xuất thần nhập hóa, tịch ma tam thức, xuất thần nhập hóa, ba lô, Tru Tiên Kiếm, đã viết tiểu thuyết, Chu Tiên. Tuyết Trung, đấu phá, 50%, nhân khí giá trị, 19, năm ức, điểm công đức, 200, nhân khí giá trị gần 2 tỷ, điểm công đức lại tăng lên 100, Lý Trường Sinh có chút trầm ngâm, tiên đạo Nguyên Anh Tu Vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới cần 500 triệu, võ đạo cần 1 tỷ, đề thăng tiên đạo Tu Vi, Lý Trường Sinh rất nhanh có quyết định, đinh. Tiêu hao 500 triệu nhân khí giá trị, nguyên anh trung kỳ, đinh, tiêu hao 500 triệu nhân khí giá trị, nguyên anh hậu kỳ, đinh, tiêu hao 500 triệu nhân khí giá trị, nguyên anh đỉnh phong, đinh, nhân khí giá trị không đủ, theo một cổ huyền ảo cường đại năng lượng tràn vào thể nội, lý trường sinh đối thiên địa cảm ngộ càng phát ra tinh thâm, nguyên anh tử khí mờ mịt. Nhanh chóng thuế biến, nguyên bản nguyên anh trên mơ hồ ngũ quan nhanh chóng trở lên rõ ràng, lại cùng lý trường sinh đồng dạng vô nhị giống như phiên bản thu nhỏ lý trường sinh lý trường sinh cảm giác một luận ý thức trót vào trong nguyên anh cho dù nhục thân hủy diệt chỉ dựa vào nguyên anh đều có thể tồn tại rất dài tuế nguyệt tìm thân thể đoạt xá hơn có thể sống lại một đời bất quá đoạt xá là không thể nào đoạt xá thân thể người khác nào có tự mình tốt cảm thụ tăng vọt thực lực lý trường sinh không làm kinh động bất luận kẻ nào chỉ là nghĩ đến nhục thân bị hủy đoạt xá sự tình Lý Trường Sinh cảm thấy mình hẳn là làm cái phòng ngự pháp bảo, Chu Tiên bên trong cũng không có cái gì cường đại phòng ngự bảo vật, trong tuyết cũng kém không nhiều. Đấu phá bên trong càng là không chú trọng pháp bảo, chủ yếu dựa vào đấu kỹ phòng ngự cùng chiến đấu, xem ra cần phải tự mình động thủ, Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, quyết định triển khai nghề phụ, trước theo luyện khí bắt đầu, còn có bốn. Năm ức nhân khí giá trị, Lý Trường Sinh tiền vốn hùng hậu, không đúng, là tư kim hùng hậu, trước hoa hắn 100 triệu lý trường sinh đổi trong tuyết tru tiên cùng đấu phá ba cái thế giới tất cả luyện khí chi pháp sau đó đem dung hợp làm một môn cường đại luyện khí thuật cũng đem tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới vừa vặn dùng một cái mục tiêu nhỏ còn lại ba năm ức nhân khí giá trị còn chưa đủ dùng a à, lý trường sinh khe khẽ thở dài luyện khí cần hỏa diễm đấu phá bên trong đế viêm tốt nhất nhưng cần hai tỷ nhân khí giá trị hư vô thôn viêm muốn hai ức, hắn còn cần mua sắm vật liệu, không có biện pháp, Lý Trường Sinh đành phải đổi dị hỏa bản 12 cửu long lôi cương hỏa, giá trị 100 triệu, dị hỏa bản 10 vị trí đầu dị hỏa, ngoại trừ đế viêm, đều cần hai ức, về phần xếp hạng 11 cốt linh lãnh hỏa, mặc dù chỉ cần 100 triệu, bất quá cửu long lôi cương hỏa càng thích hợp luyện khí. Lý Trường Sinh mắt nhìn ngủ say kiếm hùng, bước ra rời đi, đi vào trong kiếm trì, cửu long lôi cương hỏa, ra đi, Lý Trường Sinh ý niệm khẽ động, tốn hao 100 triệu nhân khí giá trị hối đoái cửu long lôi cương hỏa hiển hiện, đây là một đoàn ngọn lửa màu bạc, hỏa diễm bốc lên ở giữa trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy chín đầu màu bạc hỏa long tại hỏa diễm bên trong qua lại như con thoi. Vì hỏa bên trong có long uy ngưng tụ, có chấn nhiếp linh hồn chi thần hiệu, Lý Trường Sinh pháp lực mạnh mẽ bao khỏa cửu long lôi cương hỏa, thần thức trót vào trong đó, nhanh chóng đem luyện hóa, dùng nhân khí giá trị hối đoái đồ vật lý trường sinh đều có thể tùy tiện luyện hóa bởi vậy cũng không phí sức còn lại hai năm ức nhân khí giá trị lý trường sinh toàn bộ hối đoái thành thái hư cổ long long lân đây cũng không phải là phổ thông thái hư cổ long long lân mà là đã từng trở thành đấu đế thái hư cổ long long lân trên đó ẩn chứa cường đại đế uy cùng không gian chi lực nếu không phải lý trường sinh tu tiên vũ song tu lại có cường đại luyện khí thuật cùng cửu long lôi cương hỏa, muốn luyện hóa đấu đế cấp thái hư cổ long lân phiến còn không dễ dàng, gấu, cửu long lôi cương hỏa cháy hừng hực. Đem long lân bao khỏa, đốt diệt trong đó tạp chất, lại thêm cái khác vật liệu luyện khí hòa làm một thể, lấy thần thức khắc hòa phù văn, mặc dù Lý Trường sinh lần thứ nhất luyện khí, nhưng luyện khí thuật đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có chút nào gông cùng xiền xích, cuối cùng, Lý Trường Sinh hơn đem tích lũy 200 điểm công đức toàn bộ dung nhập trong đó. Tạo thành một cái hậu thiên công đức linh bảo, thái hư long lân khải, áo giáp thành màu vàng kim, toàn thân sáng chói, uy vũ bá khí, ẩn chứa không gian pháp tắc, có thể xuyên toa không gian, phòng ngự cường đại, cho dù võ thần cũng không đánh tan được, rất tốt. Lý Trường Sinh ánh mắt lộ ra một vòng ý cười, ý niệm khẽ động, thái hư long lân khải khoát lên người, anh tư bừng bừng phấn chấn tự như một tôn chiến thần, quy vũ bá khí, bất quá lý trường sinh cũng không muốn như thế rêu rao, ý niệm khẽ động, thái hư long lân khải liền hóa thành màu vàng kim trường bào bộ dáng, pháp bảo biến ảo bộ dáng chỉ là kiến thức cơ bản có thế, huống chi lý trường sinh cái này hậu thiên công đức linh bảo, không gian xuyên toa, lý trường sinh trong lòng hơi động, cả người dung nhập không gian bên trong. Xuất hiện lần nữa lúc, đã đến vô cực thành lý phủ, ai? xếp bằng ở trong thùng tắm tắm rửa kinh nghe bỗng nhiên mở mắt ra trắng nõn ngọc thủ đã cầm kinh nghe kiếm nhãn thần lạnh lẽo bình tĩnh đến dọa người công tử bất quá khi thấy rõ đột nhiên xuất hiện trong phòng người là lý trường sinh về sau kinh nghe trên mặt băng lãnh cùng sát khí lập tức biến mất không còn tâm tích thay vào đó là một vòng nhu tình cùng ngượng ngùng đã từng nạn là la võng sát thủ mỗi ngày không phải chấp hành nhiệm vụ chính là tại thi hành nhiệm vụ trên đường nàng đã sớm chịu đủ loại kia thời gian chỉ nghĩ tới cuộc sống yên tĩnh nhưng nàng lại không có năng lực ly khai một ngày là la võng cả đời là la võng cho dù người phụ nữ có thai cũng không có nghỉ sinh nhất định phải chấp hành nhiệm vụ cho đến chết một khắc này thẳng đến gặp được lý trường sinh mặc dù nàng trở thành lý trường sinh tỳ nữ nhưng ở lý phủ đoạn này thời gian lại là nàng trôi qua rất bình tĩnh an tâm nhất thời gian nàng rất trân quý cái này đến chi không dễ sinh hoạt nàng cái này biết rõ đây hết thảy đều là lý trường sinh cho nàng không phải vậy nàng căn bản không cách nào thoát ly la võng nàng đối lý trường sinh tràn ngập cảm kích ê. ta vừa mới luyện chế ra một cái bảo vật thí nghiệm một cái không nghĩ tới đi thẳng đến nơi này lý trường sinh có chút xấu hổ hắn thật không phải cố ý hắn nhìn qua kinh nghê da thịt trắng hơn tuyết hai con ngươi giống như một dòng nước sạch chỉ là ngồi ngay thẳng liền có một phen thanh nhã cao hoa khí chất cho dù đang tắm, không giống với Minh Châu phu nhân loại kia vũ mị câu hồn, có chỉ là thanh lãnh cùng cao nhã, phản phất thiên sơn tuyết liên, đẹp như thế không ăn khói lửa nhân gian, nhưng lại có mấy phần đẹp như vẻ ôn nhu, công tử không cần giải thích, theo bằng lòng trở thành công tử nô tài ngày đó trở đi, kinh nghề chính là công tử người, công tử muốn, bất cứ lúc nào đều có thể. Kinh nghe theo trong thùng tắm đứng người lên, tự nhiên phóng khoáng nói, Lý Trường Sinh, ta thật không có muốn tới đây nhìn lén A. À. Chương 143, yêu nguyệt cùng Diễm Linh cơ chạm mặt, kỳ thật ta là một lòng nam nhân tốt, chỉ trách thế gian dụ hoặc quá nhiều, quá lớn, chịu không được, Lý Trường Sinh đánh giá mới từ trong nước ra kỳ nhông, trên thân còn mang theo giọt nước, có thể nói nước sạch ra phù dung, tự nhiên đi hoa văn trang sức, không có chút nào che lấp, tình này, cảnh này, trong cái này người, Lý Trường Sinh là nam nhân. Há có thể thờ ơ, hắn ba bước cũng hai bước đi tới kinh nghê trước người, đưa tay ông thước tha động lòng người kinh nghe hai tay có chút dùng sức, ông sát nàng eo thon chi, đồng thời nhường kinh nghe thể nghiệm một cái thân thể của mình lực bộc phát cùng rộng lớn ngực, cúi đầu nhìn qua nàng mang theo một vòng ngượng ngùng động lòng người đôi mắt đẹp, thật đẹp, kinh nghe hai tay ông lý trường sinh cổ. Cặp kia sáng tỏ động lòng người con ngươi lộ ra sền sệt tình ý, nhìn xem lý trường sinh, giờ khắc này, tâm tự hồ có chút hóa, làm sát thủ, nàng trước kia cái biết rõ giết người, chỗ nào nghe qua như vậy, huống chi vẫn là lý trường sinh dạng này tự như thần tiên nam nhân nói tới, cái này cùng hoàng đế cùng tên ăn mày cộng đồng khen một người, dùng đều là đồng dạng tiếng nói. Đồng dạng ngữ khí, nhưng cho người hiệu quả, hoàn toàn là hai thái cực, cái trước sẽ cho người thật cao hứng, rất kích động, có thể hưng phấn thật lâu, cái sau sẽ cho người cảm thấy là vũ nhục, rất tức giận công tử, kinh nghe ngượng ngùng cúi đầu xuống, trắng nõn đẹp để gương mặt xinh đẹp hiếm thấy bò lên trên mấy đóa hồng hà, đôi mắt nhẹ nhàng đều là lý trường sinh thân ảnh. Kia xóa yêu thương cơ hồ muốn tràn ra, lý trường sinh cúi đầu một hôn, lập tức một cái ông lấy kinh nghe, cùng phong mưa rào quét sạch, từng làm la võng chữ thiên một cấp sát thủ kinh nghe lần thứ nhất cảm giác mình đã không phải mình, nàng trải qua vô số đao quan kiếm ảnh. Nàng kinh nghe vong hồn dưới kiếm vô số, cho dù đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào, nàng đều có thể giữ vững bình tĩnh. Đây cũng là sát thủ trọng yếu nhất chuẩn tắc, mất đi tỉnh táo sát thủ cự ly tử vong cũng không xa, nhưng bây giờ nàng tự như vô tận đại hải bên trong tiểu ngư, bị mãnh liệt sóng lớn không ngừng đập mà qua, cho đến đưa nàng cuối cùng một tia lý trí cho đánh tan, nàng đại não một mảnh trống không, đây là chưa bao giờ có một loại cảm ngộ, nàng phản phất quên đi hết thảy. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi cuối cùng hành vi phóng túng chủ động xuất kích nàng cảm giác tự mình sắp điên rồ điên thật rồi nhưng mà bảo tố kiểu gì cũng sẽ đi qua cùng phong tiêu tán mưa to ngừng hết thảy cũng yên tĩnh trở lại ngoài phòng gió nhẹ nhẹ phẩy mà qua gợi lên lấy màn lụa lý trường sinh phun ra một ngụm trọc khí cả người buông lỏng xuống tới nhìn xem trong ngực kinh nghe cái gặp nàng đôi mắt đẹp đóng chặt có chút uống lượng lông mi run rẩy không thôi, cho thấy nội tâm của nàng cực độ không bình tĩnh, đẹp đẽ vũ mị gương mặt xinh đẹp đỏ ửng vẫn còn tồn tại, phản phất bôi lên son phấn, tăng thêm mấy phần khác xinh đẹp, giống một cái diễm mỹ hồ ly tinh, da thịt đều là hiện ra một vòng kéo dài không tiêu tan đỏ ửng. Trong trắng lộ hồng, làm cho người tâm động, kinh nghe chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, trong mắt vẫn mang theo vài phần xuân ý cùng nước động, lẳng lặng tựa ở Lý Trường Sinh ấm áp mạnh mẽ trắng chắc lòng ngực, rất là điềm tĩnh. Lý Trường Sinh nhẹ vỗ về giai nhân trơn nhẵn vai đẹp, rất khó coi ra nàng trước đó là một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật kinh khủng sát thủ. Thật lâu, Lý Trường Sinh mới bước ra rời giường, kinh nghe rất thân mật đứng dậy cho Lý Trường Sinh mặc quần áo tử tế, nhìn qua Lý Trường Sinh rời đi, kinh nghe không có tiếp tục nghỉ ngơi, mà là thu dọn thu dọn xốc xếp gian phòng, bị đánh ẩm ướt cùng mang theo một vòng vết máu đệm chăn đều cần đổi mới thay giặt, Lý Trường Sinh ly khai kinh nghe gian phòng, liền gặp Hồng Tụ. Công tử, ngươi trở về Á, nhìn thấy Lý Trường Sinh, Hồng Tụ vội vàng mừng rỡ tiếng lên, nhớ ta, nhìn qua Hồng Tụ đẹp để gương mặt xinh đẹp, Lý Trường Sinh mỉm cười, ừm ân, Hồng Tụ ngượng ngùng gật gật đầu, sau đó cho Lý Trường Sinh báo cáo cái này mấy ngày trong nhà phát sinh sự tình, công tử. Đây là thiên hạ hội hùng bá đưa tới thiếp mời, Hùng bá đại đệ tử Tần Sương cùng hắn tân thu nghĩa nữ khổng từ sẽ tại ngày 15 tháng 7 thành thân. Hồng tụ lấy ra một phần thiếp mời, nói, biết rõ, Lý Trường Sinh gật gật đầu, Tần Sương cùng khổng từ kết hôn sự tình, hắn tại chú kiếm thành liền biết rõ, thậm chí còn có hắn công lao, nếu không phải là hắn lời bình A Thanh lúc, nói cái gì thành cũng A Thanh, bại cũng A Thanh, Hùng bá còn sẽ không nhanh như vậy đối phong vân động tay, hẳn là sẽ khi tìm thấy nê Bồ Tát cho hắn tuổi già phê mạng về sau. Công tử, hôm qua Đại Minh Hộ Long Sơn Trang Thượng quan Hải Đường mang theo nàng nghĩa mẫu tố tâm đến đây cầu y, bất quá ngươi không tại, nàng nhóm chỉ có thể ở bên cạnh tìm cái sân nhỏ ở lại, các loại ngươi trở về, nhưng nàng đem người mang đến đi, Lý Trường Sinh làm việc ưa thích trực tiếp, đơn giản thô bạo, không ưa thích lề mà lề mệ, nửa ngày không tiến vào chính đề. Đã đáp ứng. Hắn liền sẽ không kéo dài, cứu tỉnh Tố Tâm, với hắn mà nói chính là đưa tay sự tình, được rồi, công tử, hồng tụ chiêu tới một cái thị nữ, phân phó nàng đi thông tri thượng quan hải đường, cộc cộc, nương theo lấy giày cao gót dẫm đạp gạch đất thanh thúy thanh âm vang lên, đồng thời còn có một đạo lười biến thanh âm quyến rũ, công tử, ngươi trở về. Minh Châu phu nhân cao gầy thân ảnh đập vào mi mắt, màu đen tu thân váy dài bao vây lấy nở nang thân thể mềm mại phát họa ra đầy đặn linh lung đường công, càng lộ vẻ ngạo nhân dáng người, giống như thành thục cây đào mật, trong lúc giơ tay nhất chân tản ra yêu mị khí tức, ba búi tóc đen tùy ý theo vai đẹp rối tung mà xuống, thẳng đứng đến mảnh khảnh eo thon ở giữa, ưm. Ừ. Lý Trường Sinh vừa muốn mở miệng, một trận làn gió thơm chính là cuốn tới, chợt cổ của mình chính là bị một đôi trắng nõn như ngó sen cánh tay cho ôm, màu đen với dài múa, vào mắt chính là một tấm yêu mị đến sấp xỉ yêu tinh dung nhan. Kỳ giống như cao quý giống như vũ mị hẹp dài con ngươi tiến vào trong tầm mắt, tình ý rã trích, càng là lộ ra mấy phần xuân ý cùng nước động. Đa tạ công tử, bây giờ ta thành đấu vương, Minh Châu phu nhân ngự tỷ giọng nói vang lên, mang theo mấy phần tự tính cùng dục ý, ánh mắt liêu nhân tâm phách, xinh đẹp gần như không cần bất luận cái gì ngôn ngữ tân trang, không tệ, Lý Trường sinh tán thưởng gật đầu, nắm ở Minh Châu phu nhân trân nhẵn nở nang vòng eo, trong lòng có chút cảm khái thật là một cái yêu tinh, vừa thấy mặt liền thèm thân thể của hắn cùng kim khố. Không biết rõ hắn vừa rồi không giữ lại chút nào đưa cho kinh nghe sao, kia thế nhưng là dốc túi tương thụ. Trường sinh ca ca, thần tiên ca ca, hoàng dung cùng loan loan nghe được tin tức, nhanh chóng chạy tới, một trái một phải, ôm lý trường sinh cánh tay, đem minh châu phu nhân cho đẩy ra bên cạnh, hai cái tiểu yêu nữ, minh châu phu nhân hẹp dài yêu giả đôi mắt đẹp quét hoàng dung cùng loan loan một cái những này thời gian nàng cũng không có ít cùng Hoàng Dung cùng loan loan liên hệ, hai cái cổ linh tinh quái tiểu ma nữ cùng với nàng đầu này cá mập lớn tại một cái trong hồ nước, khó tránh khỏi va chạm ra các loại hoa lửa, trong ngày thường không ít đấu trí đấu dũng, quên cả trời đất, trường sinh công tử, nghe nói ngươi xung quanh giận dữ là hồng nhan, một kiếm chém võ thánh, thần uy cái thế. Chấn kinh cửu châu, loan loan linh động mắt tử vọng lấy lý trường sinh, nghe được tin tức này thời điểm, trong nội tâm nàng đừng đề cập ăn nhiều mùi, không hắn, ai bảo sư phi huyên cùng với nàng không hợp nhau, trời sinh bác tự xung đột, một cái Phật môn con lừa trọc thôi, không đáng giá nhắc tới, Lý Trường Sinh tùy ý nói, loan loan, hoàng dung, kia thế nhưng là võ đạo thánh giả. Không đáng giá nhắc tới, nếu là cái kia lão hòa thượng không chết, nghe nói như thế sợ là đến tức chết, công tử uy vũ, minh châu phu nhân một tay nhẹ nhàng kéo qua trong tay một luồng sợi tóc, khi hẹp dài yêu giả đôi mắt hiện ra một vòng nhu tình nhìn chăm chú vào lý trường sinh sùng bái hâm mộ nói dạng này cường đại bá khí nam nhân không phải là nàng yêu nhất mọi người nói chuyện ở giữa đã đi tới hậu viện lý trường sinh mắt nhìn chuyên môn đặc chế ghế đu chuẩn bị đi nằm một lát dù sao vừa mới cùng kinh nghe đại chiến một trận minh châu phu nhân rất có nhãn lực độc đáo biết rõ lý trường sinh ưa thích nằm tại trên ghế xích đu nghỉ ngơi vội vàng tiến lên nhưng Lý Trường Sinh đầu gối lên nạn mượt mà mềm mại đôi chân dài bên trên, hồng tụ mang tới linh lung ngọc trà. Cho Lý Trường Sinh pha trà, lục trúc mang tới các loại trái cây, Hoàng Dung cùng loan loan thấy thế, lập tức chuyển đến ghế, khảm tại Lý Trường Sinh hai bên trái phải, sau đó, Lý Trường Sinh bụng dưới trầm xuống, hai viên cái đầu nhỏ liền đặt ở hắn tám khối cơ bụng trên bụng, hai cái này tiểu yêu tinh, Lý Trường Sinh đưa tay vuốt vuốt hai người đầu, cũng lười quản nàng nhóm, trong mũi truyền đến Minh Châu Phu Nhân trên thân nồng đậm nữ tử mùi thơm, hưởng thụ lấy Minh Châu Phu Nhân ngón tay ngọc nhỏ dài xoa bóp cái trán Minh Châu Phu Nhân nhìn qua gối lên tự mình trên hai chân nam nhân, hai đầu lông mày lộ ra trung động lòng người nhu tình mật ý, công tử, lực đạo thích hợp sao, Minh Châu Phu Nhân ôn nhu hầu hạ lý trường sinh, nhẹ nói, trong giọng nói lộ ra vũ mị cùng chọc người chi ý. Nếu không phải Minh Châu Phu Nhân gặp người ở đây quá nhiều, lại tại bên ngoài, nói không chừng đã nhào lên, cho Lý Trường Sinh làm toàn thân xoa bóp, phương diện này, Minh Châu phu nhân đầu này cá mập lớn từ trước đến nay khẩu vị cực lớn, rất khó ăn no, cũng liền Lý Trường Sinh có năng lực khống chế được, trong kim khố tài nguyên đủ nhiều, cùng cùng không dứt, lại lớn thêm chút sức. Lý Trường Sinh ăn lục trút ngón tay ngọc nhỏ dài đưa tới bên trong miệng bồ đào, lười biến nói, ừm, Minh Châu phu nhân càng thêm ra sức, Lý Trường Sinh nhắm mắt lại, hưởng thụ cái này mỹ hảo thời gian tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa, nghe được Lý Trường Sinh, gối lên Lý Trường Sinh trên bụng loan loan cùng Hoàng Dung một cái nhảy lên, chuẩn bị cho Lý Trường Sinh đến một đoạn. Hoàng Dung khiêu vũ không ra sao, nhưng đánh đàn thổi tiêu mặc dù không bằng thạch thanh tuyền dạng này mọi người, nhưng cũng coi như siêu quần bạc tụy, mà loan loan thiên ma vũ, có thể nói nhất tuyệt, công tử như thế nhã hứng, liền để bản cung là công tử đánh đàn một khúc, thanh lãnh thanh âm không linh vang lên, cái gặp một tập nguyệt nhà trắng trang, tự như nguyệt cung tiên tử yêu nguyệt cung chủ đạp không mà tới. Nàng đưa tay cách không một trảo, lý trường sinh phủ đệ trưng bày phượng ngô đàn lập tức bay lên, rơi vào yêu nguyệt trong ngực, váy dài bãi xuống, yêu nguyệt khoanh chân ngồi tại nóc nhà, phượng ngô đàn hoành phóng giữa hai chân, cao ngạo thanh lãnh, đoan trang ưu nhã khí chất, tự như trên trời thần nữ, minh châu phu nhân hẹp dài đôi mắt đẹp nhắm lại, đánh giá yêu nguyệt, võ hoàng nàng hẳn là đại minh yên chi bản thủ di hoa cung đại cung chủ yêu nguyệt đi vào vô cực thành nhiều ngày như vậy minh châu phu nhân tự nhiên kỹ càng hiểu qua các loại liên quan tin tức nhất là cùng lý trường sinh có liên quan nàng mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy yêu nguyệt nhưng đối phương thực lực tu vi tướng mạo khí chất cũng rất có nhận ra độ có ca khúc không múa há có thể đi một đạo mị đến thực chất bên trong chọc người thanh âm thăm thẳm truyền đến không nếu như để cho thiếp thân là công tử muốn một khúc một đạo hỏa quan từ chân trời xẹt qua, cái gặp hắn phía sau hỏa diễm cánh chim vừa thu lại, liền từ không trung xoay tròn thước tha mà hàng. Chương 144, thiết đảm thần hầu tới cửa, tham gia hôn lễ, nàng thân mang mềm mại tinh tế tỉ mỉ màu lam múa quần, đưa nàng quyển chuyển dáng vóc phát hỏa phát huy vô cùng tinh tế, tóc dài đen nhánh tùy ý tán lạc, có một loại khó nén mềm mại cảm giác, một đôi tinh xảo chân ngọc bại lộ bên ngoài, chân hình ưu mỹ mượt mà, ngón chân tinh xảo thanh tú, tự như thế gian xinh đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Làm cho người có một loại nghĩ giữ tại lòng bàn tay nắm chắc xúc động, một đôi màu xanh nước đôi mắt, tự như ảo mộng, nhu tình tự thủy, diễm linh cơ, lý trường sinh đánh giá thước tha mà hàng khuynh thành giai nhân, hai mắt tỏa sáng, cho dù bên người mỹ nữ như mây, vẫn như cũ có dũng khí kinh diễm cảm giác, mặt của nàng hình rất đẹp, ngũ quan càng là đẹp đến cực hạn hoàn mỹ làm cho người cảm khái tạo vật người thần kỳ, loại này đẹp tựa hồ có thể phù hợp hết thảy thẩm mỹ quan, nàng đồng dạng nhìn qua Lý Trường Sinh, đôi mắt đẹp có chút chấp động, lộ ra mấy phần chọc người xinh đẹp, giống như yêu tinh đồng dạng câu hồn phách người, phản phất có thể làm trong lòng người chỗ sâu nhất dục vọng, đẹp đến mức tận cùng. Mỹ đến cực hạn, không hổ là ngươi, hỏa mỹ yêu cơ, mềm mại đáng yêu như nước, nhiệt tình như lửa, cái này nữ nhân là ai, thật đẹp. Hoàng Dung thanh tịnh động lòng người con ngươi sợ ngây người, nàng bản thân liền là cái tuyệt thế đại mỹ nhân, đi theo lý trường sinh bên người càng là kiến thức không ít, tỉ như yêu nguyệt, thạch thanh tuyền, sư phi huyên, loan loan các loại. Cái nào không phải khuynh thành tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại, nhưng nhìn thấy diễm linh cơ, nàng vẫn như cũ cảm giác không gì sánh được kinh diễm, có một loại người, để cho người ta không khỏi có dũng khí chớp mắt vạn năm, ít nhìn một chút đều là bệnh thiếu máu cảm giác. Diễm Linh Cơ không thể nghi ngờ chính là loại người này, tốt, Lý Trường Sinh cười khen, có đại minh yên chi bản thủ yêu nguyệt cung chủ đánh đàn. Bảy nước yên chi bản thủ Diễm Linh Cơ khiêu vũ, cho là nhân sinh một chuyện may lớn, là uống cạn một chén lớn, nàng chính là Diễm Linh Cơ, Hoàng Dung, loan loan bọn người nghe vậy, cũng minh bạch thân phận của đối phương, hiếu kỳ đánh giá cái này mềm mại đáng yêu như nước, nhiệt tình như lửa hỏa mỹ yêu cơ, Minh Châu Phu Nhân ngược lại không ngoài ý muốn nàng mặc dù cũng là lần thứ nhất gặp nhưng đối diễm linh cơ hiểu rõ không ít đối phương lúc đến nàng liền ẩn ẩn có chỗ suy đoán là cái đại địch đông yêu nguyệt hai tay đặt ở phượng ngô trên đàn ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng một nhóm trong trẻo êm tai tiếng đàn vang vọng bốn phương diễm linh cơ thân mang xanh thẳm múa quần nhu tình tự thủy đẹp đẽ hoàng mỹ chân ngọc điểm nhẹ vòng eo chuyển động nhẹ nhàng nhảy múa ông trời ơi đi theo chu vô thì cùng thượng quan hải đường mà đến thành thị phi trồng mắt trừng đến không phải tròn, há to mồm, cảm giác khó mà hô hấp, nhìn qua diễm linh cơ khuynh thành tuyệt thế gián múa, linh hồn nhỏ bé đều nhanh bay đến thiên ngoại, đẹp, thật sự là quá đẹp, chỉ một cái liếc mắt, thành thị phi hầu kết không hăng hái có chút nhấp nhô một cái. Nhìn trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử, loại kia thuộc về nam tính xúc động lần nữa xông lên đầu, hắn đi theo vân la quần chúa đi vào vô cực thành đoạn này thời gian, không phải không gặp qua mỹ nữ, nhưng loại này đẹp đến mức tận cùng, nhưng hắn cảm giác được như thế kinh diễm vẫn là lần đầu, nhìn cái gì? Đây là người có thể nhìn sao? Vân La quận chúa nhìn qua thành thị phi mất hồn ném phách bộ dáng. Đưa tay tại bên hông hắn dùng sức vặn một cái, tê, thành thị phi lập tức hoang hồn, hít sâu một hơi, hung hăng trừng mắt nhìn Vân La quận chúa, vốn định phát tác, lại cảm thấy một đạo lăng lệ ánh mắt, lại là thiết đảm thần hầu Chu Vô thị thành thị phi lập tức rụt cổ một cái nghĩ đến chu vô thì trước đó khuyên bảo nghĩ tới đây là lý trường sinh phủ đệ nghĩ đến còn muốn cầu lý trường sinh cứu tố tâm hắn rụt cổ một cái lập tức trung thực bắt đầu không dám nhìn loạn cũng không dám phát ra âm thanh mặc dù hắn lần thứ nhất nhìn thấy tố tâm đối phương vẫn là hôn mê bất tỉnh nhưng chẳng biết tại sao hắn có dũng khí khó nói lên lời thân thiết và hảo cảm hắn không muốn bởi vì hắn lỗ mãn hoặc là thất lễ đắc tội lý trường sinh khiến cho tố tâm không cách nào được cứu trường sinh công tử thật sự là hưởng thụ a à. đây mới là nhân sinh đỉnh phong thành thị phi hung hăng trừng mắt vân la quần chúa trong lòng tràn ngập hâm mộ nhiều như vậy tuyệt thế mỹ nữ hầu hạ có xoa bóp có pha trà có cho hoa quả có đánh đàn nhưng có thể cùng những mỹ nữ này so sao cái kia đánh đàn thế nhưng là đại minh giang hồ hung danh hiển hách di hoa cung đại cung chủ, yên chi bản thủ mỹ nhân tuyệt thế, càng là võ đạo hoàng giả, cái kia khiêu vũ, hắn mặc dù không biết, nhưng tuyệt đối là yên chi bản trên mỹ nhân tuyệt thế, vẫn là loan loan, hoàng dung, thật đẹp, thượng quan hải đường nhìn qua diễm linh cơ. Cho dù là nàng, cũng không khỏi sinh ra một loại tự ti mặc cảm cảm giác, nàng cùng vân la quần chúa làm nữ nhân, cũng là không cần tị húy cái gì, bởi vậy, nàng nhóm cũng âm thầm đánh giá diễm linh cơ bọn người, thành thị phi không dám nhìn, đành phải nhìn chầm chầm vân la quận chúa, mà chu vô thị ông tố tâm, một không liếc xéo, tại trong lòng của hắn, lại đẹp nữ nhân, cũng không lên trong ngực hắn hảo huynh đệ này của tam thông vị hôn thê tố tâm. Ai, sớm biết rõ liền không tới, thành thị phi trong lòng gọi là một cái hối hận, bởi vì không dám nhìn nguyên nhân, hắn đứng ở nơi đó có thể nói một ngày bằng một năm rốt cục một khúc thôi khẽ múa kết thúc thành thị phi thở phào một hơi liền nghe đến phía trước lý trường sinh vỗ tay thanh âm vang lên tốt 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 lý trường sinh không tiếc tán thưởng nói ca khúc là tiếng trời múa là diệu múa một khúc động thiên địa khẽ múa động nhân tâm trường sinh công tử quá khen diễm linh cơ chậm rãi đi tới đứng tại lý trường sinh trước người một đôi mị hoặc con ngươi nhiều hứng thú đánh giá lý trường sinh nàng dết huyết y hầu bạch diệt phi sau theo nước hàng mà đến chính là muốn gặp một lần ban thưởng nàng vẫn lạc tâm viêm cùng đấu khí phương pháp tu luyện lý trường sinh là bực nào bộ dáng đồng thời biểu thị cảm tạ ông yêu nguyệt ông phượng ngô đàn từ trên trời giáng xuống áo trắng tung bay phong thái tuyệt thế đứng tại lý trường sinh bên cạnh không nói thêm gì lý trường sinh nhìn về phía chu vô thị mấy người nói các ngươi đến đây đi thượng quan hải đường chu vô thị vân la thành thị phi bái kiến trường sinh công tử bốn người vội vàng tiến lên cung kính thi lễ chu vô thị ông tố tâm một trái tim nâng lên cổ họng nhiều năm như vậy chờ đợi rốt cục lại có thể nhìn thấy tố tâm đối với lý trường sinh có thể hay không cứu sống tố tâm hắn hiện tại không có chút nào hoài nghi không cần đa lễ lý trường sinh đánh giá bị chu vô thị ông tố tâm cũng là tính toán cái mỹ nhân khó trách chu vô thị đối thứ nhất gặp chung tình mưu hại huynh đệ quả nhiên, tay chân vẫn là không bằng quần áo, trách không được lưu bị có thể thành tựu bá nghiệp, chu vô thị cuối cùng lại thất bại, luận võ công mưu lược, chu vô thị nhưng so sánh lưu bị lợi hại hơn nhiều, chu vô thị bại liền thua ở trên quần áo, nếu là hắn có lưu hoàng thúc nữ nhân như quần áo, có thể tùy ý đổi, cuối cùng làm sao thất bại. Thiên hương đậu khấu ngược lại là không tệ thiên địa linh vật, ẩn chứa cường đại sinh cơ, cho dù muốn tử chi người, cũng có thể bảo trụ một hơi. Lý Trường Sinh nhìn qua tố tâm, nói, đáng tiếc các ngươi cũng sẽ không lợi dụng, chỉ có thể trực tiếp phục dụng, hoàn toàn không có phát triển hắn chân chính hiệu quả, nếu không, đừng nói một khỏa thiên hương đậu khấu. Chính là nửa cái, cũng đủ để cứu sống tố tâm, còn xin công tử thi cứu, thượng quan hải đường chấp tay nói, kỳ thật thiên hương đậu khấu năng lượng vẫn như cũ lưu lại tại tố tâm thể nội không cách nào hấp thu, chỉ cần phát triển hiệu quả, tố tâm liền có thể khỏi hẳn. Đang khi nói chuyện, Lý Trường sinh cách không một chưởng đặt tại tố tâm ngực, pháp lực mạnh mẽ tràn vào tố tâm thể nội. Cấp tốc đem thể nội lưu lại thiên hương đậu khấu dược lực luyện hóa, tố tâm nguyên bản sắc mặt tái nhợt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng nhuận, hô hấp, nhịp tim cũng trở nên mạnh có lực, sinh mệnh đặc thù tăng cường, hai cái hô hấp sau, Lý Trường sinh thu hồi thủ trưởng, nương theo lấy một tiếng nhẹ nhàng ho khang, tố tâm lông mi thật dài chấp chấp sau đó mở mắt ra tốt lý trường sinh thản nhiên nói đa tạ trường sinh công tử ngày sau nhưng có gì phân phó chu vô thị muôn lần chết không chối từ chu vô thị kinh hỷ chấn kinh sau khi vội vàng bái tạ ta tích cái ai gia thật sự là thần thành thị phi trừng to mắt một mặt trung động cứ như vậy cách không một chưởng liền chữa khỏi thần hầu hai mươi năm cũng không từng trị tốt tố tâm thật sự là quá ngưu bức không hổ là trường sinh công tử chỉ là đối thượng quan cô nương đền bù mà thôi, Lý Trường Sinh khoát khoát tay, thản nhiên nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tại hạ sẽ không quấy rầy công tử nhã hứng, cáo từ, Chu Vô thì biết rõ Lý Trường Sinh tiễn khách, vội vàng nói, mà lại tố tâm mới vừa tỉnh, hắn cũng không kịp chờ đợi muốn theo tố tâm hảo hảo giao lưu giao lưu. Đa tạ Trường Sinh công tử, hải đường cáo từ, thượng quan hải đường, Thành thị phi cùng Vân La đi theo Chu Vô Thị rời đi, hai người bọn họ hôm nay đến cũng chỉ là muốn kiến thức một phen mà thôi, ly khai Lý phủ, Thành thị phi nhìn không được nói, nay thiên toán là thêm kiến thức, hoàng đế cũng bất quá như thế đi, Trường Sinh công tử quả nhiên là thần tiên sinh hoạt. Thanh âm hắn mang theo khó mà che giấu hâm mộ, đó mới là nhân sinh đỉnh phong. Đại trưởng phu cũng đến thế mà thôi, hận không thể thay vào đó, làm sao? Ngươi cũng muốn a à. Vân La quận chúa tranh mảnh nói, nam nhân kia không muốn. Thành thị phi lý trực khí tráng nói, hoàng thúc liền không muốn. Vân La quận chúa nói, thành thị phi há to miệng, vậy mà không phản bác được, hắn được chứng kiến vô số quan lại quyền quý, những người kia cái nào không phải sinh hoạt thối nát. Tử trì nhục lâm, túy sinh mộng tử, nhưng chu vô thị nơi này, hắn chưa từng thấy qua, thậm chí, ngoại trừ tố tâm bên ngoài, hắn chưa bao giờ thấy qua chu vô thị từng có hắn nữ nhân hắn thật sự là si tình nam nhân tốt người chính là nghĩ cũng vô dụng vân la quần chúa không lưu tình chút nào đã kích nói muốn võ công không có võ công muốn tướng mạo không có tướng mạo cái nào mỹ nữ có thể coi trọng ngươi chớ nói chi là nhiều cái cái gì gọi là muốn võ công không có võ công ngươi đánh thắng được ta sao thành thị phi không phục nói hắn mặc dù kinh nghiệm chiến đấu không đủ nhưng đạt được cổ tam thông truyền công thực lực cũng không yếu, thu dọn võ giả bình thường, kia là dễ như trở bàn tay, đánh thắng ta lại như thế nào. Vân La quận chúa đôi mắt đẹp trừng một cái, tức giận nói, liền ngươi còn muốn chuyện tốt. Coi như yêu nguyệt cung chủ bày ở trước mặt ngươi, ngươi dám động sao, không dám động, thành thị phi hai chân siết chặt, làm đại minh giang hồ người, yêu nguyệt cung chủ hung danh hắn thế nhưng là rất rõ ràng, đừng nói động, hắn là động cũng không dám động a. À. Hai người các ngươi nói chuyện chú ý phân tắc yêu nguyệt cung chủ chính là võ đạo hoàng giả, phương viên mười dặm, đều có thể tùy tiện nghe được, chu vô thị nhíu mày quát lớn, vì huống trường sinh công tử công tham tạo hóa, thần thông quảng đại, nghĩ phải biết chuyện gì, cửu châu đại lục bất kỳ ngóc ngách nào sợ là đều có thể rõ ràng biết rõ, ta không nói gì, thành thị phi cổ có rụt lại, lông mau dựng đứng. Còn tốt vừa rồi hắn không nói gì, vâng la quận chú nghe vậy, lập tức ngậm miệng, nàng biết mình lỡ lời, không nên cầm yêu nguyệt nâng liệt trong Lý Phủ, theo Chu Vô Thị bọn người ly khai, Lý Trường Sinh nhàn nhã khoái hoạt thời gian tiếp tục, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa, ban đêm tự nhiên là bị khẩu vị cực lớn cá mập lớn kéo đi vào, đem cá mập lớn đánh ngất xỉu sau. Lý Trường Sinh đi kinh nghe gian phòng, hắn không phải loại kia người vô tình, này thiên tài cầm súng cái này kỳ nhông, hắn đương nhiên phải nhiều bồi bồi, thời gian nhoáng một cái, chính là đến thiên hạ hội tần xương cùng khổng từ thành thân thời gian, Lý Trường Sinh đã đáp ứng kiếm hùng theo nàng cùng đi, bởi vậy trước một bước đi chú kiếm thành, hoàng dung, loan loan cùng Minh Châu phu nhân biết rõ Lý Trường Sinh muốn đi. Đồng thời có trò hay xem, thế là cũng đi cùng, bất quá các nàng là tự mình một đường tiến về Thiên Hạ hội, chú kiếm thành, kiếm hùng một bộ thịnh trang, tuyệt mỹ khuynh thành, mỹ lệ làm trung động lòng người mắt tử vọng lấy vô cực thành phương hướng, thâm tình chờ đợi, Lý đại ca chẳng lẽ có sự tình chậm trễ, Lý đại ca nếu là không đến ta cũng không cần thiết đi. ngay tại kiếm hùng ý nghĩ này hiện lên thời điểm, hai bàn tay to đột nhiên từ phía sau dùng sức ôm lấy nàng. a, à, kiếm hùng kinh hãi, thân thể cứng nhắc. bất quá sau một khắc liền cảm ứng được lý trường sinh kia quen thuộc khí tức, kéo căng thân thể mềm mại trong nháy mắt buông lỏng xuống tới. lý đại ca, kiếm hùng quay người, hai tay ôm chặt lý trường sinh cổ, tràn đầy hưng phấn. nhóm chúng ta lên đường đi. lý trường sinh cười cười. Đem ao nhằm tương bên trong phượng hoàng kêu gọi ra, kiếm hùng dẫn theo lăng sương kiếm, lại ông lấy một cái hình chữ nhật hộp quà, hộp quà bên trong là liệt huyết kiếm, là nàng chuẩn bị tặng hạ lễ, Lý Trường Sinh nắm lấy tay của nàng, nhảy đến phượng hoàng trên lưng, thu, phượng hoàng tê minh, bay thẳng vân tiêu, Lý Trường Sinh ngồi tại phượng hoàng trên lưng. Ông trong ngực kiếm hùng, đầu tựa ở bả vai nàng bên trên, nghe nàng sợi tóc ở giữa mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan bàn tay lớn nhìn không được trượt đi, Lý Đại ca, kiếm hùng thân thể mềm mại khẽ run, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng như nước, cả người lập tức sùi lơ xuống tới. Chương 145, nam nhân kia cưỡi phượng hoàng tới, ngày 15 tháng 7, thiên hạ hội, hôm nay thiên hạ hội phá lệ náo nhiệt, khắp nơi dăng đèn kết hoa, từng cái đệ tử thị nữ trên mặt cũng tràn đầy vui sướng nụ cười, bởi vì hôm nay là thiên hà hội ban chủ hùng bá đại đệ tử Tần Sương cùng hắn nghĩa nữ khổng từ thành thân mừng rỡ thời gian, phụ cận tất cả đại thế lực cơ bản đều tới. Hải sa cung trưởng môn hách liên bá đến, chí tôn minh minh chủ quan nữ thiên đến, thành vô song thành chủ độc cô nhất phương đến, theo từng cái trọng lượng cấp nhân vật đến, cũng làm cho cuộc hôn lễ này trở nên càng thêm long trọng to lớn, làm tân lan tần sương cùng nhiếp phong trên mặt nụ cười đón khách về phần bộ kinh vân lạnh lấy cái mặt trong mắt tràn đầy thống khổ cùng bi thương tự như ai cũng thiếu hắn ba trăm khối tiền đồng dạng không có biện pháp tự mình âu yếm nữ nhân muốn gả cho nam nhân khác đổi ai cũng cười không nổi đối mặt hách liên bá quan ngự thiên độc cô nhất phương nhóm cường giả hùng bá đưa cho cực lớn tôn trọng tự mình đón lấy mặc dù giữa bọn họ với nhau là cạnh tranh quan hệ cuối cùng khẳng định sẽ sử dụng bạo lực nhưng mặt ngoài còn không có vạch mặt rống đúng lúc này nương theo lấy một tiếng thú rống một đám lửa cái chân trời nhanh chóng mà đến một cái hấp dẫn chú ý của mọi người cái đó là là hỏa kỳ lân cái gì hỏa kỳ lân chẳng lẽ là trường sinh công tử tới trường sinh công tử cũng tới ông trời của ta đó chính là hỏa kỳ lân thật là lợi hại thật là uy vũ thật là hùng tráng a à, a à giống như không phải trường sinh công tử, theo từng tiếng kinh hô vang lên, hỏa kỳ lân đã đi tới thiên hạ hội trên không, đám người cũng đều thấy rõ hỏa kỳ lân trên lưng thân ảnh, lập tức trì trệ tê, thật đẹp a, à, các nàng là người nào? làm sao cử trường sinh công tử hỏa kỳ lân? ta biết hai cái, một cái là đại tống yên chi bản trên phong hoa tuyệt đại mỹ nhân hoàng dung, nghe nói là trường sinh công tử chuyên môn đầu bếp nữ một cái là đại tùy yên chi bản trên phong hoa tuyệt đại âm quý phái thánh nữ loan loan, ông trời ơi. Mặt khác hai cái là ai? Dung mạo của các nàng khí chất hoàn toàn không thua loan loan cùng hoàng dung, thậm chí cảm giác càng đẹp, cái kia thân mang màu tím đuôi cá váy dài, dáng vóc đặc biệt cao gầy đầy đặn, yêu đến cực hạn mỹ nhân. Ta biết, chiến quốc bảy nước yên chi bản trên bạch tịch nhi, Minh Châu Phu Nhân, đúng. Lần trước tại trường sinh thư các, ta còn gặp qua, cái kia thân mang hỏa diễm khải, màu đen xẻ tà với dài mỹ nữ là ai? cảm giác nàng một người đem tất cả mọi người so không bằng, thật sự là mỹ cốt thiên thành, không biết, chưa bao giờ thấy qua, thật sự là quá đẹp, đám người con mắt tỏa ánh sáng. tâm trí hướng về, nhất là cái kia nàng nhóm không quen biết mỹ nữ, đơn giản quá kinh diễm, quá hoàn mỹ, đối bất kỳ nam nhân nào tới nói, đều là cực phẩm vưu vật. Trường Sinh công tử vậy mà phái người đến rồi, Hùng Bá hơi sững sờ, theo sát lấy cảm thấy to lớn kinh hỉ, hắn mặc dù đem thiếp mời phát ra, nhưng không có hy vọng xa vời lý Trường Sinh có thể đến, bởi vì bọn hắn chênh lệch quá xa. Mặc dù Lý Trường Sinh không có tới, nhưng tọa kỵ cùng bên người mỹ nữ cũng đến, cũng có thể nói là Lý Trường Sinh tới, mấy vị trưởng môn không có ý tứ xin lỗi không tiếp được một cái, Hùng Bá hướng về phía Quan Ngự Thiên, độc cô nhất phương Hách Liên Bá nhóm cường giả có chút xin lỗi nói, "Hùng ban chủ khách khí, đã Trường Sinh công tử phái người đến đây, nhóm chúng ta cùng một chỗ tiến đến nên đón một phen." Quan Ngự Thiên, Hách Liên Bá mấy người nhau nhau mở miệng, lấy lý Trường Sinh thực lực địa vị, cho dù không phải tự mình đến đây, cũng đầy đủ bọn hắn thận trọng đối đãi, huống chi mấy cái này nữ nhân cùng Lý Trường Sinh quan hệ cũng không nhạt, kia tốt, Hùng Bá không có nhiều lời, mang theo Quan Ngự Thiên bọn người tiến lên hỏa kỳ lân rơi xuống từ trên không, uy vũ hùng tráng bá khí thân thể cùng khí tức thấy chung quanh võ giả lại kính vừa sợ. Đồng thời cũng tràn ngập hiếu kỳ, ở đây tận mắt qua hỏa kỳ lân người cũng không nhiều, chớ nói chi là khoảng cách gần quan sát, hỏa kỳ lân trên lưng, minh châu phu nhân, loan loan, hoàng dung cùng diễm linh cơ cùng nhau xuống tới, đứng thành một loạt, trong chấp nhoáng này phong tình, làm cho thiên địa cũng ảm đạm phai mờ, diễm linh cơ là trong lúc rảnh rỗi, đi theo tới tham gia náo nhiệt. Minh Châu Phu Nhân đứng ở chính giữa vị trí, cầm trong tay Lý Trường Sinh thiệp mời, vì ai cầm cái này thiệp mời, Minh Châu Phu Nhân cùng Hoàng Dung cùng loan loan ba người, còn trải qua một phen đấu trí đấu dũng, Minh Châu Phu Nhân bởi vì đạt được ách nan độc thể, lại tu luyện đấu khí, cho dù đạt được thời gian ngắn, nhưng chiến lực rất mạnh, nhất là cái kia một tay dùng độc công phu. Khó lòng phòng bị. Hoàng Dung cùng loan loan tu luyện tru tiên bên trong công pháp, lại có thần binh lợi khí, nhưng hai người cộng lại, cũng liền cùng Minh Châu Phu Nhân đấu cái lực lượng ngang nhau, bất quá Minh Châu Phu Nhân có thể cầm tới thiệp mời đại biểu Lý Trường Sinh mà đến, chủ yếu nguyên nhân là nạn đã thành Lý Trường Sinh nữ nhân, ba người đấu võ, tám lạng nửa cân, đấu văn thời điểm. Minh Châu Phu Nhân liền một câu, ta là trường sinh công tử nữ nhân, đem Hoàng Dung cùng loan loan khí nghiến răng, nếu không phải Lý Trường Sinh lúc ấy không tại, hai người bọn họ cũng muốn làm trận đem Lý Trường Sinh cho đẩy, nhất là Loan Loan, trong lòng nàng gọi là một cái biệt khuất, nàng rõ ràng sau Minh Châu Phu Nhân tới trước, kết quả còn để cho người ta trước hái được quả đào. Trong lòng gọi là một cái hận A, à, hoan nghênh bốn vị tiểu thư đại giá quan lâm, làm ta thiên hạ hội bồng tất sinh huy, hùng bá mang theo quan ngự thiên, hách liên bá đám người đi tới Minh Châu Phu Nhân bốn người trước mặt, mang trên mặt ấm áp nụ cười, cao hứng nói, thiếp thân bạch tịch nhi gặp qua hùng ban chủ, chúc mừng hùng ban chủ cao độ cùng lệnh ái tân hôn mừng rỡ, minh châu phu nhân xinh đẹp đại khí mang trên mặt nhẹ nhàng ý cười. Một bộ màu tím cung trang váy dài phát họa ra hoàng mỹ nở nang dáng vóc đồng thời, càng lộ vẻ cao quý hào phóng, cái này ba vị là hoàng dung mùi mùi, loan loan mùi mùi cùng diễm linh cơ mùi mùi, nàng nhóm ưa thích náo nhiệt, liền cùng một chỗ tới dính dính hỉ khí đây là công tử nhường nhóm chúng ta chuyển giao tân hôn hạ lễ, một cái cửu chuyển hoàng hồn đan, chỉ cần có một hơi. Liền có thể cứu sống, Minh Châu Phu Nhân đưa lên thiệp mời cùng một cái đẹp để nhỏ học quà, chậm rãi nói, trường sinh công tử quá khách khí, thỉnh bạch tiểu thư thay ta chuyển đạt đối trường sinh công tử lòng biết ơn, hùng bá vẻ mặt tươi cười nói, đưa tay tiếp nhận thiệp mời cùng học quà, sau đó giao cho phía sau làm tân lan tần sương, sau đó nhìn qua trước mặt bao quát minh châu phu nhân ở bên trong bốn cái mỹ nhân tuyệt thế cười nói bốn vị tiểu thư có thể quan lâm thiên hạ hội kia là hoan nghênh đã đến mà những người khác đang nghe minh châu phu nhân về sau cũng minh bạch diễm linh cơ thân phận lại là chiến quốc bảy nước yên chi bản thủ diễm linh cơ mềm mại đáng yêu như nước nhiệt tình như lửa thật sự là danh bất hư truyền không hổ là yên chi bản thủ thật sự là quá đẹp trường sinh công tử thật sự là quá tính phúc, vô số trong lòng nam nhân gọi là một cái hâm mộ, nhưng sinh không nổi ghen ghét, bởi vì chênh lệch quá xa, bọn hắn cùng trường sinh công tử không phải một cái cấp bậc tồn tại, tự như sâu kiến sẽ không ghen ghét trên trời cự long vì sao vì thế vĩ đại, kỳ thật căn cứ tin tức, công tử hôm nay hẳn là cũng sẽ đến, Minh Châu Phu Nhân lời này rơi xuống. Không chỉ có hùng bá, quan ngự thiên bọn người sợ ngay người, chung quanh càng là một mảnh xôn xao, cái gì? trường sinh công tử muốn tới, ông trời của ta, ta có thể nhìn thấy trường sinh công tử rồi, trường sinh công tử vậy mà cũng muốn đến, tất cả mọi người kinh ngạc, hùng bá lúc đầu coi là Minh Châu Phu Nhân đều tới, Lý Trường Sinh chắc chắn sẽ không tới, không nghĩ tới. Thu, đúng lúc này, một tiếng tê minh vang vọng trời cao, đám người lại một lần nhìn thấy một đám lửa cuốn tới, lại là một cái hỏa diễm đại điểu, Phượng Hoàng, là thần thú Phượng Hoàng, ông trời của ta đây chính là thần thú Phượng Hoàng, để thích thiên ăn Phượng huyết trường sinh hai ngàn năm cái chủng loại kia Phượng Hoàng, nương theo lấy từng tiếng kinh hô. Tất cả mọi người biết rõ, Lý Trường Sinh tới, hắn cưỡi Phượng Hoàng tới, Phượng Hoàng tốc độ đâu chỉ một ngày ngàn dặm, kỳ thật Lý Trường Sinh lúc đầu đã sớm nên đến, nhưng bởi vì kiếm hùng quan hệ, Phượng Hoàng bị ép tại bầu trời tha không biết bao nhiêu vòng, bị trên lưng long vũ cũng làm ướt. Chương 146, trò hay mở màn, phượng hoàng trên lưng, kiếm hùng tuyệt mỹ, gương mặt xinh đẹp, ửng hồng chưa tiêu, nhẹ nhàng nước mắt mang theo một vòng oán trách, bất quá trong lòng lại có dũng khí khác cảm giác, phượng hoàng, cậu nam nữ, cho là ta là dương a, lý trường sinh lôi kéo kiếm hùng tay tại vạn chúng chúng một phía dưới, theo phượng hoàng trên lưng cất bước mà xuống, khí chất xuất trần, nam tuấn nữ tịnh, tự như thần tiên quyến lữ, ai cũng không biết rõ bọn hắn vừa rồi đã làm gì sự tình nàng là ai vậy mà cùng trường sinh công tử cùng nhau cưỡi phượng hoàng mà đến nếu là có thể cùng trường sinh công tử cùng cưỡi phượng hoàng cho dù chết cũng đáng trường sinh công tử thật sự là nhân sinh bên thắng trước đó mới tới bốn cái tuyệt thế mỹ nữ bây giờ lại dẫn một cái mỹ nữ mà đến vô luận nam nữ vô số giang hồ hào khách trong mắt mang theo nồng đậm hâm mộ nam nhân hâm mộ lý trường sinh nữ nhân hâm mộ kiếm hùng đừng nói phổ thông nữ hiệp chính là hoàng dung loan loan, Minh Châu Phu Nhân cùng Diễm Linh Cơ cũng hâm mộ, Hùng Bá gặp qua trường sinh công tử, trường sinh công tử đại giá quan lâm, thật là khiến thiên hạ hội bồng tất sinh huy. Hùng Bá hăng hái, mặt mũi tràn đầy hồng quang, vội vàng nên tiếng lên, cùng kính nói, quan ngự thiên, hách liên bá, độc cô nhất phương, gặp qua trường sinh công tử, quan ngự thiên các loại môn các phái bá chủ nhau nhau tiến lên, lăn lộn cái quen mặt, gặp qua trường sinh công tử, còn lại thực lực địa vị không đủ giang hồ hào khách nhao nhao chắp tay cúi đầu hùng ban chủ khách khí lý trường sinh mỉm cười sau đó nhìn về phía quan ngự thiên đám người chư vị không cần đa lễ ta cũng là vừa lúc mà gặp bồi chú kiếm thành kiếm hùng tới mọi người coi ta là làm một cái bình thường quần chúng là đủ lý trường sinh lời này rất trực tiếp ta không phải vì hùng bá mà đến chỉ là thuận đường bồi kiếm hùng tới dạo chơi nhưng không có người cảm thấy không đúng ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên, lấy Lý Trường Sinh thực lực địa vị, hùng bá căn bản không có tư cách nhường Lý Trường Sinh tự mình tới cổ động, thậm chí Lý Trường Sinh tùy tiện phái cái hại nhân tới đưa một phần lễ đều đủ để để cho người ta thụ sủng nhược kinh, chớ nói chi là Minh Châu phu nhân chúng nữ tự mình tới, cho dù hùng bá cũng không có cảm thấy Lý Trường Sinh có chút vấn đề. Bọn hắn ánh mắt đều đặt ở kiếm hùng trên thân, kiếm hùng có thể làm cho Lý Trường Sinh theo nàng tới, hai người quan hệ không cần nói cũng biết đám người lập tức tâm tư bách chuyển chú kiếm thành kiếm hùng kiếm hùng hẳn là kiếm gia người chỉ là không nghe nói kiếm tôn có nữ nhi a à, chú kiếm thành thiếu chủ giống như liền gọi kiếm hùng không nghĩ tới kiếm hùng lại là cái nữ nhân trách không được trường sinh công tử giúp kiếm hùng nhận chủ lăng sương kiếm xem ra không chỉ là bởi vì phượng hoàng nguyên nhân còn tốt không có đi có ý đồ với lăng sương kiếm không phải vậy nhất định phải chết chúng người não hải bên trong một cái hiển hiện vô số ý niệm, hùng bá trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, liền nói, hùng bá gặp qua kiếm hùng thành chủ. Đã sớm nghe nói kiếm tôn có một kỳ lân nhi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, bậc cân quát không thua đấng mày râu, hùng ban chủ quá khen, kiếm hùng không kiêu ngạo không tự ti, đem trong tay hộp quà đưa lên, hôm nay ban chủ cao đồ cùng lệnh ái tân hôn mừng rỡ, tại hạ không có gì đặc biệt lễ vật, chỉ có thể đưa lên một thanh chú kiếm thành đặc sản liệt huyết kiếm. Trò chuyện tỏ tâm ý, thành chủ quá khách khí, Hùng bá nhận lấy lễ vật, đưa cho Tần Sương, hướng về phía Lý Trường Sinh cùng kiếm Hùng nói, Trường Sinh công tử, kiếm Hùng thành chủ, nhanh mời vào bên trong, đồng thời, Hùng bá cũng kêu gọi Minh Châu Phu Nhân, Loan Loan, quan ngự thiên bọn người, đi vào đại điện, Lý Trường Sinh trực tiếp được mời đến chủ vị, bất quá Lý Trường Sinh không có đoạt Hùng bá vị trí cũng lười cho tần sương cùng khổng từ là chiếm hôn người cái gì hắn ở bên trái đệ nhất chỗ ngồi hạ minh châu phu nhân kiếm hùng loan loan hoàng dung diễm linh cơ nương tự lý trường sinh theo lý trường sinh đến hôn lễ trực tiếp bắt đầu cử hành tần sương cùng khổng từ nhau nhau đăng tràn nhiếp phong một mặt ý cười làm phù rễ bộ kinh vân một mặt âm trầm nắm đấm nắm chặt trong lòng tràn đầy không cam lòng nhất bái thiên địa nhị bái cao đường phu thê giao bái đưa vào động phòng theo chủ người chủ trì thanh âm vang lên hùng bá trên mặt tươi cười chỉ là nhìn thấy lý trường sinh trong lòng có chút thấp thỏm hắn không biết rõ lý trường sinh xuất hiện có thể hay không cho hắn kế hoạch ban đầu mang đến biến số chỉ là chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến hôn lễ hoàn thành lý trường sinh uống một chén tần sương kính rượu mừng liền đứng dậy cáo từ rời đi minh châu phu nhân kiếm hùng bọn người đương nhiên sẽ không ở lâu, bởi vì Minh Châu Phu Nhân, Loan Loan, Hoàng Dung cùng Diễm Linh Cơ không có cưỡi qua Phượng Hoàng, nàng nhóm biểu thị cũng muốn cưỡi Phượng Hoàng, Lý Trường Sinh đành phải mang theo nàng nhóm năm nữ cùng nhau cưỡi lên Phượng Hoàng. Cũng may Phượng Hoàng lưng đầy đủ rộng lớn, chỉ là chúng nữ cũng ưa thích hướng Lý Trường Sinh trên thân chen, hưu, Phượng Hoàng dương cánh, hóa thành một đạo họa diễm bay thẳng thương khung, biến mất tại mọi người trong mắt trường sinh công tử thật là thần nhân vô số giang hồ hào khách nhìn qua lý trường sinh một nhóm bóng lưng biến mất thật lâu không cách nào hoàn hồn còn tốt không có ra tay với chú kiếm thành không nghĩ tới kiếm hùng lại là cái nữ nhân còn rất được trường sinh công tử niềm vui hải sa cung hách liên bá nhìn qua bầu trời lòng còn sợ hãi chớ nhìn hắn hải sa cung tại thập phương vực cũng coi như một phương bá chủ nhưng ở lý trường sinh trước mặt vẫn như cũ là một con dung dế không nói những cái khác chính là cái kia Phượng Hoàng cũng có thể diệt hắn hải sa cung. Nhất là trước đây không lâu truyền ra tin tức, Lý Trường sinh một kiếm chém võ thánh, kia thế nhưng là võ thánh, trong truyền thuyết siêu phàm nhập thánh tồn tại, cùng hắn đồng dạng tâm tư còn có quan ngự thiên, kiếm tôn thật đúng là hảo vận, quan ngự thiên âm thầm cảm khái, kiếm tôn không muốn nữ nhi, nhưng chú kiếm thành có thể kéo dài huy hoàng, thậm chí siêu việt dĩ vãng. Toàn bộ nhờ hắn cái này nữ nhi, thật sự là thế sự vô thường muốn cứng rắn lấy lăng sương kiếm là không thể nào sinh tử kỳ bảo tàng hơn khó cầm giờ khắc này quan ngự thiên đều có chút hâm mộ kiếm tôn có cái nữ nhi hỏng bét ta vậy mà quên u nhược hùng bá trong mắt lóe lên một vòng ảo não hắn nên đem u nhược kêu đi ra cho lý trường sinh nhận biết một cái lý trường sinh mặc dù công tham tạo hóa thực lực thông thiên nhưng đến cùng là cái thiếu niên thiếu niên mộ ngãi nếu là hắn nữ nhi u nhược có thể dựng vào lý trường sinh thuyền địa vị của hắn cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên bất quá ngày sau còn có cơ hội hùng bá thầm nghĩ nguyên bản hắn đem u nhược cấm túc tại giữa hồ tiểu trúc nhưng bây giờ hắn quyết định nhường u nhược đi vô cực thành đi một chút đối với những này lý trường sinh không biết rõ cũng sẽ không để ý giờ phút này hắn đang mang theo chúng nữ cưỡi phượng hoàng cảm thụ gió đồng dạng tốc độ chỉ là Hoàng Dung cùng loan loan phản phất gấu túi, một trước một sau treo ở trên người hắn, Minh Châu Phu Nhân cùng kiếm hùng một người ông một cái cánh tay, chiếm đoạt khoảng chừng vị trí, dư lưu diễm linh cơ đôi mắt đẹp sâu kín đứng ở một bên. Cô đọc lại bất lực, công tử, ngươi không phải nói có trò hay sao, diễm linh cơ mị nhãn như tơ, đẹp đến mức tận cùng, mị đến cực hạn, thanh âm thăm thẳm, phản phất một con mèo nhỏ móng vuốt dưới đáy lòng cào, đúng a, à, trò hay đâu, Hoàng Dung cùng loan loan chúng nữ trong nháy mắt nhìn về phía Lý Trường Sinh, nàng nhóm hôm nay tới nhưng chính là vì xem kịch vui, trò hay tự nhiên ở phía sau. Lý Trường Sinh cười cười, nói, đây không phải mang các ngươi thể nghiệm một cái bay đồng dạng cảm giác sao, là một ngày ngàn dặm sao, Minh Châu Phu Nhân hẹp dài yêu giả đôi mắt đẹp chớp chớp, ý vị thâm trường nhìn về phía Lý Trường Sinh, nàng quan sát nhạy cảm, lại cùng Lý Trường Sinh từng có xâm nhập giao lưu, trước đó nàng thế nhưng là nhìn ra một chút kiếm hùng dị dạng. Một ngày ngàn dặm tính là gì, lấy phượng hoàng tốc độ, một ngày vạn dặm cũng là dễ dàng. Hoàng Dung biểu môi, nói thẳng, nàng mặc dù thông minh, nhưng dù sao không bằng Minh Châu phu nhân kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú, cũng không hiểu cất giấu trong đó thâm ý, ngày khác dẫn ngươi thể nghiệm một phen, Lý Trường Sinh nhìn qua Minh Châu phu như người, cười nói, kiếm hùng mặc dù cái gì theo Lý Trường Sinh. Nguyện ý là Lý Trường Sinh làm bất cứ chuyện gì, nhưng có chút địa phương sau Minh Châu phu nhân còn kém xa, sẽ chơi phương diện này, Minh Châu phu nhân tuyệt đối là ở đây chúng nữ bên trong, trần nhà cấp bậc đại lão, cho dù Loan Loan cùng Diễm Linh cơ cũng không được, ta cũng muốn, Hoàng Dung nghe vậy, liền nói, muốn hay không cùng một chỗ. Minh Châu phu nhân cười cười, nhìn qua Hoàng Dung. Mới không muốn cùng ngươi cùng một chỗ, ta muốn đơn độc cùng Trường Sinh ca ca cùng một chỗ bay. Hoàng Dung một mặt ghét bỏ, không e dè nói: "Tốt, trò hay muốn mở màn, nhóm chúng ta trở về đi." Lý Trường Sinh dời đi chủ đề, khống chế Phượng Hoàng trở về Thiên Hạ Hội, bất quá Phượng Hoàng bị Lý Trường Sinh ẩn giấu đi thân hình, đứng tại Thiên Hạ Hội tầng Sương Tân phòng trên không 60m. Nhưng mà chính là gần như vậy cự ly, Thiên Hạ Hội bên trong cũng không ai có thể phát hiện ta, à, đây không phải là hùng bá nhị đệ tử Bộ Kinh Vân sao? Hoàng Dung kinh dị một tiếng, nhìn thấy bộ kinh vân lén lén lúc lúc xông vào tầng sương tân phòng, lập tức tinh thần tỉnh táo, thú vị. Diễm Linh cơ đầu ngón tay toát ra một đám lửa, tùy ý vuốt vuốt, vũ mị cười nói, hẳn là đây chính là đại sư huynh thành thân, nhị sư đệ động phòng, như thế kích thích sao, loan loan đôi mắt đẹp sáng lên, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng, cười dịu dàng nói, ta đã sớm phát hiện bộ kinh vân xem khổng từ nhãn thần không thích hợp, hắn cùng khổng từ quan hệ tuyệt đối không đơn giản, Minh Châu Phu Nhân vuốt vuốt một luồng thề, mở miệng yếu ớt, căn cứ quan sát của ta. Kia khổng từ sớm đã không phải hoàng bích chi thân, chỉ sợ đã bộ kinh vân cầm xuống. Chương 147, mở đao thần bản, ngươi không được qua đây a à, thiên hạ hội, phòng cưới bên trong, bộ kinh vân vọt vào, lôi kéo khổng từ tay liền muốn đem mang đi, khổng từ dùng sức kéo ở bộ kinh vân, vân thiếu gia, ta đã là sương thiếu gia thê tử, không? Ngươi vẫn là ngươi, bộ kinh vân ông chặt lấy khổng từ, ta không thể trơ mắt nhìn xem ngươi đầu nhập nam nhân khác ông ấp. Ta muốn ngươi theo ta đi, bộ kinh vân dùng sức nắm lấy khổng từ, thâm tình nói, ngươi biết rõ ta gia nhập thiên hạ hội, nhận giặc làm cha là vì cái gì? Là vì tìm hùng bá báo thù, nhưng vì ngươi, ta nguyện ý từ bỏ tìm hùng bá báo thù, với ngươi cao chạy xa bay, vân thiếu gia, không đáng ta không đáng ngươi dạng này. Khổng tử khóc, muốn đẩy ra bộ kinh vân tay, nhưng bộ kinh vân càng thêm dùng sức. Kích động nói, không, ngươi đáng giá, không cho khổng tử phản bác cơ hội, bộ kinh vân dùng sức kéo lấy khổng tử ly khai, bọn hắn vừa đi đến cửa cửa ra vào, liền đụng phải âm thầm chờ đã lâu nhiếp phong, vân sư huynh, ta cho ngươi một con đường. Lập tức ly khai thiên hạ hội, ta coi như chuyện đêm nay không có phát sinh, nhiếp phong hướng về phía bộ kinh vân nói từ khi phát hiện bộ kinh vân cùng khổng từ có đặc thù quan hệ về sau. Hắn liền một mực âm thầm chú ý bộ kinh vân cùng khổng từ, hắn không cho phép bộ kinh vân đối phó không dậy nổi tần sương sự tình, không có chuyện của ngươi, ngươi tránh ra cho ta, bộ kinh vân sắc mặt dữ tợn, quát, làm ta đường người, chỉ có một đường chết, một lời không hợp, bộ kinh vân cùng nhiếp phong đại chiến cùng một chỗ, bộ kinh vân sử xuất bài vân trưởng. Nhiếp phong cũng dùng phong thần thối, hai người đánh có đến có quay về, theo mặt đất đến nóc phòng, lại từ nóc phòng lại đến mặt đất, phong thần thối đối chiến bài vân trưởng, ngược lại là thú vị, giữa không trung, Lý Trường Sinh cùng Hoàng Dung, Loan Loan, Minh Châu Phu Nhân các loại năm nữ ngồi tại phượng hoàng trên lưng, nhiều hứng thú nhìn qua phía dưới chiến đấu. Thấy say sương ngon lành, các ngươi nói ai càng hơn một bậc, Hoàng Dung nhẹ nhàng cười một tiếng, nhiều hứng thú nói, hai người thực lực chênh lệch không nhiều bất quá nhiếp phong tâm tính quá mềm, không chịu xuống tay với bộ kinh vân, khắp nơi nhường nhịn, loan loan phân tích nói, mà bộ kinh vân xuất thủ vô tình, nhiếp phong tất bại, minh châu phu nhân, kiếm hùng mấy người không nói gì. Chấp nhận loan loan phân tích, quả nhiên, bộ kinh vân một chưởng nhất lên vô số gạch đá, bay về phía nhiếp phong, ngay tại nhiếp phong bề bộn nhiều việc chống đỡ thời điểm. Bộ Kinh Vân thừa cơ lần nữa sự xuất bài vân trưởng, muốn một trưởng oanh sát nhiếp phong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc khổng từ phi thân ngăn tại nhiếp phong trước người bị bộ kinh vân một chưởng đánh trúng a à, khổng từ như là diều bị đứt dây bị đánh bay mấy trượng xa vừa mới xả dao xong tần sương đi vào cửa ra vào trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc chuẩn bị nhập động phòng nhưng mà đập vào mi mắt lại là tân nương khổng từ bị một chưởng đánh bay mà đến hình ảnh khổng từ tần sương sợ ngay người trên mặt hạnh phúc vui sướng một cái ngưng kết một mặt mộng bức ta động phòng làm sao thành dạng này rồi, tần nương của ta bị đánh bay rồi, tần sương ông chặt lấy rơi xuống khổng tử, tim như bị đau cắt, vừa sợ vừa giận, khổng tử, không đợi hắn xem xét khổng tử thương thế như thế nào, bộ kinh vân đã lao đến, một chưởng đem tần sương oanh mở, đem khổng tử ông vào trong lòng, khổng tử, khổng tử, ngươi không thể chết a à? Bộ kinh vân ông khổng tử, khàn cả giọng, bi thống vạn phần, tần sương che lấy bị bộ kinh vân một chưởng đã thương ngực, chính nhìn xem lão bà bị bộ kinh vân ôm, nghĩ tiếng lên lại không dám, không biết làm sao, Hoàng Dung, Loan Loan, Diễm Linh Cơ, ha ha, còn thật thú vị, Minh Châu Phu Nhân đôi mắt đẹp chuyển động, phong tình vạn chủng, chọc người thanh âm buồn bã nói, Tân Nương nằm trong ngực người khác. Tân Lan chỉ có thể trừng mắt nhìn qua, hình tượng này cũng là cẩu huyết, nhưng mà một mạng kế tiếp càng làm cho nàng nhóm mở rộng tầm mắt, vân thiếu gia, ngươi đừng lại uổng phí lực khí khổng từ nhìn qua bộ kinh vân, suy yếu mà nói, ta thiếu ngươi nhiều lắm, không, ngươi đã là người của ta, ngươi đã là ta người, bộ kinh vân không ngừng lặp lại, khang giọng kiệt lực nói, ta không muốn ngươi chết. Ta không muốn ngươi chết a à, nhưng mà bên cạnh tần sương nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, khổng từ vậy mà đã là bộ kinh vân người, hắn cưới cái tịch. Tịch mịch, bộ kinh vân, cho dù người hiện lành tần sương cũng nổi giận, quát, bộ kinh vân, đến cùng chuyện gì xảy ra, sương thiếu gia, khổng từ nhìn về phía tần sương, hữu khí vô lực nói, ta, ta có lỗi với ngươi. Nghe nói như thế, tần sương sắc mặt càng thêm khó xử, khó mà tiếp nhận, đừng nói nữa. Đừng nói nữa, ta thuở nhỏ làm tì, sau khi lớn lên hôn sự, vẫn thân bất do kỹ. Khổng từ nói, thân bất do kỹ, tần sương thống khổ nhắm mắt lại, giận dữ hét. Vậy ngươi tại sao muốn gả cho ta, bởi vì hiện tại ta rốt cục có thể tự mình lựa chọn chính ta muốn đi đường. Khổng tư chậm rãi nói, ta hôm nay rốt cục có thể vì chính ta chân chính ưa thích nam nhân mà chết, oanh, lời này phản phất xét đánh trời nắng, chấn động đến ở đây mấy người cũng chóng mặt, khó có thể tin, tần sương cùng bộ kinh vân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nhiếp phong, ta, nhiếp phong một mặt mộng bức, không biết làm sao, hắn chỉ là đến ngăn cản bộ kinh vân trọng đại tẩu mà thôi không nghĩ tới tự mình vậy mà thành trộm tâm chi trộm, nắm tay của ta, khổng từ tránh ra bị bộ kinh vân bắt lấy tay, vương hướng nhiếp phong, cầu khẩn nói, ta cái hy vọng tại ta chết thời điểm, ngươi có thể tại bên cạnh ta, khổng từ khí tức càng phát ra suy yếu, mắt thấy cũng nhanh chết rồi, nhiếp phong động lòng trắc ẩn, muốn tiến lên, thỏa mãn khổng từ tâm nguyện cuối cùng. Mặc dù hắn không ưa thích khổng từ, nhưng khổng từ là hắn bằng hữu, không được qua đây, bộ kinh vân tự như bảo hộ an hùng sư, hướng về phía nhiếp phong trống to, nhiếp phong bước chân dừng lại, nhưng mà khổng tử hư nhược thủ trưởng vẫn tại giữa không trung vương hướng nhiếp phong, nhiếp phong không đành lòng, lần nữa tiến lên, ngươi không được qua đây à, bộ kinh vân một mặt dữ tợn. Cùng loạn quát, nhiếp phong lần nữa dừng lại, tình thế khó xử, tiến lên không phải, không lên trước cũng không phải, mà khổng tử đã không kiên trì nổi, liền muốn khí tuyệt cái này bộ kinh vân thật sự là bá đạo, khổng tử có thể nói là hắn hại, kết quả người ta đều phải chết, còn không muốn thỏa mãn người ta tâm nguyện cuối cùng, kiếm hùng đôi mắt đẹp nhíu một cái. Đối bộ kinh vân tràn ngập chán ghét, kỳ thật cũng bình thường, bộ kinh vân xem xét chính là lòng ham chiếm hữu mạnh vô cùng người, tự nhiên không muốn nhường nhiếp phong tới gần, loan loan cười nói, huống chi nhiếp phong còn cướp đi hắn nữ thần tâm, ai, đau lòng tần sương hai giây hoàng dung nhìn qua bên cạnh một mặt thống khổ tần sương thở dài đêm tân hôn thê tử chết thảm kết quả còn phải biết thê tử thân thể đã bị bộ kinh vân đoạt lấy cuối cùng liên tâm cũng cho nhiếp phong hắn bận rộn một trận liền đạt được một cái hư vô mờ mịt danh phận thú vị diễm linh cơ vuốt vuốt đầu ngón tay khiêu động hỏa diễm nghiền ngẫm nói một cái nữ nhân trọng yếu nhất ba kiện đồ vật phân biệt cho ba nam nhân cũng coi như chết có ý nghĩa công tử không phải đưa bọn hắn một khỏa cửu chuyển hoàng hồn đang sao, Minh Châu phu nhân đôi mắt đẹp chớp chớp, nhìn về phía Lý Trường Sinh, công tử cố ý đưa dạng này một khỏa đang dược, xem ra công tử sớm biết rõ khổng tử sẽ chết, Hoàng Dung, Loan Loan, Kiếm Hùng cùng Diễm Linh Cơ lập tức nhìn về phía Lý Trường Sinh, Lý Trường Sinh có thể tặng lễ vật rất nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác đưa một khỏa có thể cứu mạng đang dược. Còn nói cho bọn hắn đêm nay có trò hay xem, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, Hoàng Dung thanh tịnh con ngươi có chút nheo lại, nhiều hứng thú nói, khổng tử nếu là bất tử, đối mặt phong vân sương ba năm nhân, kia thế nhưng là thật sự là có ý tứ, loan loan gật gật đầu, cười nói, không biết rõ khổng tử sẽ cùng theo ai. Là cưới hỏi đàng hoàng trượng phu tần sương, vẫn là cho thân thể bộ kinh vân. Cũng hoặc người trong lòng của mình nhiếp phong, mà liền tại nạn nhóm say sương ngon lành ăn dưa thời điểm, bộ kinh vân đột nhiên bừng tỉnh, hô lớn, đúng rồi, còn có đan dược, cửu chuyển hoàng hồn đan, nghe được cửu chuyển hoàng hồn đan, tần sương khẽ giật mình, mặc dù bây giờ tràn diện rất cẩu huyết, hắn rất bi thương, nhưng hắn vẫn như cũ không chút do dự lấy ra cửu chuyển hoàng hồn đan. Bộ kinh vân đoạt lấy đan dược, vội vàng cấp khổng từ ăn vào, tại bọn hắn ba người khẩn trương mong đợi dưới con mắt, khổng từ sinh mệnh khí tức lập tức trở nên mạnh lên, nội thương khôi phục nhanh chóng, sắc mặt trở nên hồng nhuận, có hiệu quả, quá tốt rồi, trường sinh công tử đang dược thật sự là thần bộ kinh vân tần sương cùng nhiếp phong kinh hỷ vạn phần bất quá ngắn mũi vui sướng về sau tần sương lần nữa trở nên rối rắm hắn hôm nay cái này tân lan nên được thật sự là bị khuất vốn cho rằng lý trường sinh đến cho hắn hôn lễ tăng thêm sắc thái là hắn nhân sinh tối cao ánh sáng thời khắc không nghĩ tới ban đêm liền biến thành dạng này xanh biết hắn bị xanh biết vẫn là bị hắn hai cái sư đệ một cái chiếm đoạt nàng thê tử thân thể một cái trộm đi nạn thê tử phương tâm, chỉ có hắn rất khổ cực, bi thương nghịch lưu thành sông, ta. Ta không chết, khổng tử mở mắt ra, nhìn qua bên cạnh bộ kinh vân cùng đối diện nhiếp phong cùng tần sương ba nam nhân, có chút mộng bức, khổng tử, quá tốt rồi, ngươi không sao, bộ kinh vân ông thật chặt khổng tử, nói, khổng tử, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi, dừng lại. Tần sương ngăn tại bộ kinh vân trước mặt, Nhíp phong nghĩ nghĩ cũng đứng ở tầng sương bên cạnh, khổng từ là tầng sương cưới hỏi đàng hoàng thê tử, hắn đứng tầng sương, tránh ra, bộ kinh vân nhãn thần lãnh khốc, bao hàm sát ý nói, tầng sương nét mặt đầy vẻ giận dữ, khổng từ là hắn thê tử, bỏ mặt về tình về lý, hắn cũng không thể nhường bộ kinh vân mang đi, nếu như khổng từ ưa thích bộ kinh vân thì cũng thôi đi. Nhưng khổng từ không ưa thích bộ kinh vân, vân thiếu gia, sương thiếu gia, các ngươi không muốn động thủ, ta không đáng các ngươi vì ta trở mặt thành thù, không đáng các ngươi dạng này, khổng từ vội vàng ngăn tại đám người trước người, cũng có trước vết xe đổ, vô luận bộ kinh vân vẫn là tần sương nhiếp phong cũng không có lập tức xuất thủ, bọn hắn sợ lần nữa ngộ thương khổng từ. Lần tiếp theo nhưng không có cử chuyển hoàng hồn đan, phượng hoàng trên lưng, hoàng dung nhiều hứng thú nói, các ngươi nói khổng từ cuối cùng sẽ cùng theo ai, loan loan mỉm cười, nói, nói không chừng là theo chân ba người đây, nhà, như thế kích thích sao diễm linh cơ tuyệt mỹ gương mặt mang theo nhẹ nhàng ý cười mềm mại đáng yêu như nước khẳng định là theo chân bộ kinh vân minh châu phu nhân đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn qua tầng sương cùng bộ kinh vân vũ mị chọc người thanh âm mang theo khẳng định tựa như hai đầu giống được giả thú tranh đoạt phối nổ cường thế bá đạo giống được luôn có thể đoạt được phối nổ quả nhiên tại bộ kinh vân cùng tầng sương dặn có một một lát về sau cuối cùng bọn hắn quyết định từ khổng từ quyết định nguyện ý với ai, khổng từ nhìn về phía nhiếp phong, nhưng nhiếp phong trực tiếp tránh đi nàng nhãn thần, không dám nhìn nàng, hiển nhiên đối nàng không có gì hay, khổng từ trong lòng cũng rõ ràng, nàng ánh mắt nhìn về phía tần sương cùng bộ kinh vân, cuối cùng rơi vào tần sương trên thân, xin lỗi nói, sương thiếu gia, thật xin lỗi, ta không xứng với ngươi, ngươi quên ta đi, ta không ngại. Tần sương nắm đấm nắm chặt, lớn tiếng nói, thật xin lỗi, khổng từ cúi đầu xuống, sau đó giữ yên lặng bộ kinh vân mừng rỡ một cái ông lấy khổng từ rời đi tần sương cùng nhiếp phong đứng tại chỗ cuối cùng vẫn không có động thủ một tuần kịch kịch tính phong ba đến đây là kết thúc nhưng kết thúc mới thật sự là bắt đầu rất nhanh nơi này tin tức liền truyền khắp thiên hạ hội truyền đến còn không có đi tân khách trong tai dẫn tới một mảnh xôn xao khổng từ cùng thiên hạ hội hùng bá ba cái đệ tử đắc ý sự tích lập tức trở thành đám người nhất là nói chuyện say sư chủ đề Hùng bá nhận được tin tức, giận tím mặt, hạ lệnh truy sát bộ kinh vân. Đương nhiên, đây hết thảy kỳ thật cũng tại hắn trong dự liệu, thậm chí là hắn một tay đạo diễn. Thiên hạ hội nhau nhau hỗn loạn, Lý Trường Sinh không có để ý, đang nhìn hoàn hảo đùa dẫn về sau. Lý Trường Sinh liền dẫn chúng nữ quay trở về vô cực thành Lý Phủ, trong đó bao quát kiếm hùng, trở về trên đường. Chúng nữ vẫn như củ say sương ngon lành nghị luận khổng từ cùng phong vân sương cẩu huyết tình cảm lưu luyến lý trường sinh sau khi trở về liền tiến vào thư phòng tiếp tục viết đấu phá đến tiếp sau trước đó đã ban bố nửa trước bản lần này lý trường sinh muốn tuyên bố phần sau bản đấu phá số lượng từ không ít nhưng lý trường sinh viết rất nhanh bút lớn vung lên một cái liền viết đầy cả trương giấy trắng thậm chí đem mấy chục hàng trăm tấm giấy trắng trải rộng ra lý trường sinh bút lớn vung lên một cái liền có thể viết mấy chục trên trăm trang lấy hắn thực lực hôm nay tốc độ kia cũng không chậm, thậm chí Lý Trường Sinh dùng thần niệm lạc ấn, một nháy mắt liền có thể đem trọn quyển tiểu thuyết lạc ấn trong ngọc giảng. Bất quá Lý Trường Sinh không có làm như vậy, một, người bình thường không cách nào đọc đến ngọc giảng trên tin tức, hai người, nếu là viết sách, Lý Trường Sinh cảm thấy vẫn là tự mình tự tay viết một lần thì tốt hơn. Dù sao coi như đuổi thời gian, Lý Trường Sinh viết sách, loan loan, hoàng dung bọn người đọc sách, cho dù kiếm hùng cũng tại phủ đệ ở lại, đuổi theo hơn đọc tiểu thuyết, thời gian ung dung, đảo mắt hai ngày đi qua, Lý Trường Sinh rốt cục viết đến kết cục, Hoàng Dung, loan loan bọn người tràn nập chờ mong, Lý Trường Sinh một viết xong, nàng nhóm liền không kịp chờ đợi nhìn lại. Ta lấy viêm đế tiêu viêm chi danh, sắc thiên hạ vạn hỏa, nghe bản đế hiệu lệnh. Tiêu viêm hai mắt đột ngột trận, lộng lẫy hỏa diễm từ hắn thể nội bạo dũng mà ra, tràn đầy uy áp tiếng quát, tại toàn bộ đấu khí đại lục bất luận cái gì địa phương, mênh mông đung đưa vang lên. Dị hỏa bản đời thứ 23, huyền hoàng viêm, quý vị. Lộng lẫy hỏa diễm lượng lờ lấy tiêu viêm quanh thân. Phản phất trong ngọn lửa đế vương, mà nương theo lấy đạo này tiếng quát trời xuống, kia ly trung châu có số 10 vạn dặm một tòa thâm sơn, đột nhiên truyền ra vang dội bạo tạc, một đạo ngọn lửa màu vàng sẫm phun ra, cuối cùng tự như như lưu tinh xẹt qua chân trời, xuyên toa không gian, ngắn ngủi trong nháy mắt, chính là xuất hiện ở trung châu phía trên, cuối cùng trực tiếp đầu nhập vào dị hỏa trên quảng trường một đạo trong trụ đá. Oanh Theo đạo này ngọn lửa màu vàng sẫm lướt vào đạo kia cột đá, hắn phía trên chỗ bốc lên huyền hoàng viêm, đột nhiên phóng đại, hóa thành một cái hỏa trụ, phóng lên tận trời. Dị hỏa bản thứ 22, vạn thú linh hỏa, quý vị. Dị hỏa bản thứ 21, dị hỏa bản thứ 19, thanh liên địa tâm hỏa. Quý vị, một đạo nhạc thanh hỏa diễm, từ tiêu viêm thể nội phun ra ngoài, cũng là xông vào một cái cột đá. Dị hỏa bản thứ ba, tịnh liên yêu hỏa, quý vị. Chúng nữ thấy nhiệt huyết sôi trào, cứ việc cái này tiểu thuyết rất trắng, nhưng thấy rất thoải mái, cuối cùng trùng phản diện hồng thiên đế bị nhân vật chính tiêu viêm đánh chết. Tiêu viêm trở thành đấu khí đại lục duy nhất đấu đế, viêm đế đấu phá xem hết, chúng nữ vẫn chưa thỏa mãn, vì cái gì không đem vân vận thu, loan loan có chút ý khó bình, đã tiêu viêm cũng có hai cái nữ nhân, thêm một cái hoặc là nhiều mấy cái có cái gì khác nhau, chính là a à, Hoàng Dung đôi mắt đẹp không giỏi nhìn về phía Lý Trường Sinh, nhưng Lý Trường Sinh rõ ràng cảm nhận được viết sách nguy hiểm, nếu như hắn thực lực không đủ. Tại cái này cửu châu đại lục viết sách, thật sẽ bị gửi lưỡi dao, thật. Lưỡi dao, đón chúng nữ chất vấn nhãn thần, Lý Trường Sinh cười cười, bởi vì vân vận là ta, Hoàng Dung, Loan Loan, Kiếm Hùng, vô sĩ đến cực điểm, đuổi chúng nữ, Lý Trường Sinh làm trạch nam, ngẫu nhiên đơn độc bồi tiếp minh châu phu nhân các loại nữ cưỡi phượng hoàng đi dạo một vòng. Nhưng nàng nhóm cảm thụ cái gì gọi là nhanh như điện chớp, một ngày ngàn dặm, đảo mắt, nửa tháng thời gian đã lặng yên trôi qua, hôm nay, lại đến trường sinh thư các bắt đầu bài giảng thời gian, theo lý trường sinh một kiếm chém võ thánh, theo diễm linh cơ thu hoạch được đấu khí phương pháp tu luyện cùng dị hỏa vẫn lạc tâm viêm lý trường sinh uy danh càng phát ra cường thịnh cửu châu đại lục vô số cường giả tề tụ trường sinh thư cát chỉ vì thấy trường sinh công tử phong thái rốt cục bắt đầu bài giảng biết rõ nửa tháng này ta là thế nào qua sao thật sự là một ngày bằng một năm a à, không biết rõ hôm nay nói cái gì yên chi bản còn có đại nguyên đại thanh đại hán các loại vương triều không có sắp xếp cái này khẳng định có nghe nói trường sinh công tử có đấu khí phương pháp tu luyện. Thậm chí còn có dị hỏa, nếu là trường sinh công tử có thể nói một chút đấu khí tu luyện pháp liền tốt, nói không thể khinh truyền, hy vọng không lớn, trường sinh công tử truyền đạo, coi trọng duyên phận, duyên phận đến, cho dù chân trời góc biển, cũng có thể được trường sinh công tử ban thưởng pháp, có đạo lý, nghe nói tầng hoàng doanh chính các loại vô số hoàng đế. Cường giả cũng đi cổ việc nước thảo nguyên tìm kiếm kiếm thần A Thanh kết quả cũng thất bại mà về, trong dự liệu, A Thanh cùng Tây Thi đã ẩn cư thảo nguyên, chính là không muốn để ý tới miếu đường giang hồ sự tình, sao lại cùng bọn hắn rời núi, nghe nói Phật môn võ thánh sau khi ngã xuống, rất nhiều Phật môn chùa miếu cũng cô lập núi lại, võ thánh cũng vẫn lạc, Phật môn thanh danh rớt xuống ngàn trường. Không phong sơn còn có thể như thế nào, mau nhìn, trường sinh công tử đến rồi, nương theo lấy một tiếng kinh hô, Nguyên bản náo nhiệt ồn ào Trường Sinh thư các lập tức an tĩnh lại, mọi người cùng đánh đánh nhìn lại, cái gặp Lý Trường Sinh từ trên trời giáng xuống, tự như trên trời tiên nhân, trên đài cao, Lý Trường Sinh phóng khoáng xuất trận giáng người rơi xuống. Lạnh nhạt mà đứng, Hồng Tụ lục trúc đứng hầu bên cạnh, mỹ lệ thanh nhã, như thơ như họa, Trường Sinh công tử, hôm nay nói cái gì, yên chi bản sắp xếp cái nào, Trường Sinh công tử càng đẹp trai hơn, theo Lý Trường Sinh đứng vững đám người nhao nhao mở miệng, trường sinh công tử, kiếm là bách binh chi quân, đao là trăm binh chi vương, cả hai đặt song song, trong thiên hạ dùng binh khí người đa số cả hai. Một cái thanh lệ thoát tục thân ảnh từ trong đám người đi ra, trong trẻo êm tai là thanh âm một cái hấp dẫn chú ý của mọi người, đã có kiếm thần bản, sao không sắp xếp cái đao thần bản, nếu không có đao thần bản, chẳng phải là nhường thiên hạ đao khách thất vọng đau khổ, tại hạ tống ngọc trí. Nguyện vì thiên hạ đao khách thỉnh nguyện, thỉnh Trường Sinh công tử mở đao thần bản. Nhưng người trong thiên hạ hiểu rõ Cửu Châu đao khách phong thái, Tống Ngọc Trí lời này vừa ra, Trường Sinh thư các lập tức náo nhiệt lên, Tống Ngọc Trí, đại tùy yên chi bản mỹ nhân, đồng thời còn là đại tùy long nam Tống Phiệt Phiệt chủ thiên đao Tống Khuyết chi nữ, Tống Ngọc Trí thỉnh nguyện mở đao thần bản, không có người sẽ ngoài ý muốn. Nhưng nhìn thấy Tống Ngọc Trí thân ảnh lúc, cũng hơi khẽ giật mình không hổ là yên chi bản trên mỹ nhân, thanh lệ thoát tục, tự nhiên hào phóng, nhân gian tuyệt sắc, bất quá kiến thức qua sư phi huyên, loan loan, minh châu phu nhân các loại mỹ nhân tuyệt thế đám người, bây giờ đối mỹ nữ sức miễn dịch cùng yêu cầu có thể nói thẳng tắp tăng lên, bởi vậy, tống ngọc trí mỹ mạo mặc dù để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế, cũng không có dẫn tới phá lệ kinh hô, ngược lại là trường sinh thư các vô số đao khách hô hấp dồn dập. Đao thần bản a, à, kia thế nhưng là vô số đao khách đỉnh phong vinh dự, không có cái nào đao khách có thể thờ ơ, đao thần bản, không biết rõ ta có hay không cơ hội nhập bản, Nhiếp Nhân Vương nắm chặt trong tay tuyết ẩm đao, nhãn thần nở rộ một vòng tinh mang. Một trái tim đã lâu lửa nóng bắt đầu, Đoạn Soái thấy thế, an ủi, Nhiếp huynh yên tâm, lấy đao pháp của ngươi, nhất định có thể nhập bản, thậm chí đứng hàng đầu. Chương 148 cường giả chứng nhận cơ, nhan doanh, trường sinh thư cát, trên đài cao, Lý Trường Sinh mắt nhìn Tống Ngọc Trí cùng vô số kích động đau khách, bưng lên hồng tụ pha tốt linh lung ngọc trà, nhẹ nhàng nhấp miệng, thấm giọng một cái, sau đó chậm rãi nói, đã mọi người nhiệt tình như vậy, lại có Tống Tiểu Thư mở miệng, vậy hôm nay cái thứ nhất chủ đề liền nói một chút cửu châu đại lục đau khách. Mọi người đều biết, thập bát ban binh khí bên trong lấy đao, thương, kiếm, kích thường thấy nhất, người sử dụng nhiều nhất, trong đó lấy kiếm cầm đầu, đao thứ hai, lần này, ta dự định muốn nói đao khách chia làm hai cái cấp độ, cấp độ thứ nhất là đao hoàng phía dưới, có tiềm lực trở thành đao hoàng tuyệt thế đao khách, cấp độ thứ hai là đao hoàng phía trên tuyệt thế đao khách. Trước nói cấp độ thứ nhất đao khách, xếp hạng không phân tuần tự, vị thứ nhất, Phó Hồng Tuyết, Phó Hồng Tuyết chính là đại minh giang hồ đao khách, hắn chỗ tập đao pháp đến từ thần đao vô địch Bạch Thiên Vũ thần đao bí kíp. Cũng sẽ thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú trong đó một thức Hắn có đêm mắt, đã gặp qua là không quên được, biết giải kỳ độc Tinh thông độc chết, ám toán chi phát Mặc dù thân có cà thọt chân tàn tật, nhưng thi triển khinh công cùng người thường không khác Hắn dùng đao là một thanh đen như mực ma đao Chui đao đen như mực, vỏ đao đen như mực Đây là một cái rất không đáng chú ý đao Nhưng người nào cũng không dám nhẹ quắp kỳ phong nghe nói nhìn kia cổ đen như mực là bởi vì đau xuất thế trước tại đỏ tươi huyết triền năm mà thành kia đen là huyết trầm điếng đỏ sậm cũng được xưng làm huyết đau tượng trưng cho tử vong chỉ có trong địa ngục ác quỷ mới có thể sử dụng nó bởi vì cái này chui đau mang cho người ta chỉ có tử vong cùng bất hạnh đau quang lóe lên nhanh hơn thiểm điện so thiểm điện đáng sợ không ai có thể hình dung hắn một đau kia hắn một đau xuất thủ lúc trên đao liền phản phất mang theo loại này đến từ địa ngục lực lượng. Vị thứ hai, Đinh Bằng, Đinh Bằng chính là viên Nguyệt Sơn Trang chủ nhân, danh xưng ma đao Đinh Bằng, đao của hắn chính là đại minh giang hồ đệ nhất ma đao, viên Nguyệt Loan đao, đây là một thanh so phó hồng tuyết ma đao càng đáng sợ ma đao, võ học của hắn cùng phó hồng tuyết cùng loại, tinh thông thiên nộp trưng thu âm dương đại bi phú cùng thần đao trảm, ma đao vừa ra. Là người hẳn phải chết một đao kia uy lực vô cùng, chui này vừa ra trung phân, thần quỷ đều buồn ma đao, kia là không gì không phá, đến uy đến lợi một đao, long trời lỡ đất một đao, thuyết pháp này mặc dù khuếch đại, nhưng cũng nói minh thần đao chém uy lực, thứ ba vị, lý tầm hoang, tiểu lý phi đao, lợi vô hư phát, lấy tâm ngự đao, tâm chi sợ chí, đao chi sợ chí, theo lý trường sinh thoại âm rơi xuống. Trường sinh thư các một mảnh xôn sao, đinh bằng, phó hồng tuyết, Lý tầm hoang, vậy mà tất cả đều là đại minh giang hồ người, bọn hắn ba người mặc dù không phải võ hoàng, nhưng ở đại minh giang hồ cũng là phong vân nhân vật, tiểu lý phi đao, lệ vô hư phát, người qua đường đều biết, phó hồng tuyết cùng đinh bằng ma đao, đao ra thấy máu, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Một thời gian, trường sinh thư các đám người bắt đầu nghị luận, trời ạ, à, đại minh giang hồ thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp A, liên tục ba cái tuyệt thế đao khách vậy mà đều là đại minh giang hồ người, có lẽ trường sinh công tử cố ý đem bọn hắn đặt ở cùng một chỗ, mà đao đinh bằng, vô gian địa ngục phó hồng tuyết, tiểu lý phi đao lý tầm hoang, quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe nói hộ Long sơn trang địa tự số một mật thám quy hải nhất đao tận đến bá đao chân truyền, thành xuất vu lam mà thắng vu lam, giết người chỉ dùng một đao, không biết rõ có thể hay không lên bảng quy hải nhất đao hẳn là kém nhiều, bất quá hắn thiên phú sát thực cường đại, Ngày sau chưa hẳn không có cơ hội lên bảng, đại minh giang hồ nổi danh nhất đao khách, giống như chỉ chút này. Đại minh thật sự là địa linh nhân kiệt, bất quá những này đao khách hiện tại còn không cách nào cùng phụ thân so sánh, không biết rõ phụ thân có thể ghi tên thứ mấy. Tống Ngọc Trí đôi mắt đẹp mang theo chờ mong cùng tò mò, nạn đưa ra đao thần bản, chính là hiếu kỳ nạn phụ thân thiên đao tống khuyết có thể tại thiên hạ đao khách bên trong ghi tên bao nhiêu trong đám người nhiếp nhân vương giờ phút này cũng khẩn trương bắt đầu. Cứ việc trước đó hắn từng ẩn lui giang hồ, quy ẩn điền viên, nhưng bây giờ tại cái này đau thần bản trước mặt, cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Trên đài cao, Lý Trường sinh thảnh thơi thưởng thức linh lung ngọc trà, ánh mắt đảo qua toàn trường. Ánh mắt ở trong đó một cái dẫn theo một thanh đại đao thô cùng nam tử trên thân dừng lại một cái chớp mắt, xanh nhân vương. Không đúng. Là nhiếp nhân vương, Lý Trường Sinh ánh mắt cũng không để cho nhiếp nhân vương cảm giác được, hắn buồn bã nói, vị thứ tư, nhiếp nhân vương, nhiếp nhân vương tại thập phương vực cũng coi như có chút danh tiếng, 20 năm trước được xưng là bắt ẩm cuồng đao, cùng năm lân kiếm thủ đoạn soái nổi danh, hắn tu luyện gia truyền đao pháp ngạo hàng lục quyết, lạnh ngưng huyết mạch thủ thiên cơ. Đao giấu trong tay áo tối là thường, tiêu tan mưa hóa không chỗ tìm, tâm tĩnh như nước thân như gửi, để nhất quyết kinh lạnh thoáng nhìn, thứ hai quyết băng phong ba thước, thứ ba quyết hồng hành xuất tường, thứ tư quyết đào nhánh yêu yêu, thứ năm quyết đạp tuyết tìm mai, thứ sáu quyết lãnh nhận băng tâm, bất quá nhiếp nhân vương cũng không có luyện thành thứ sáu quyết. Bởi vì vẻn vẹn nhiếp gia tiên tổ nhiếp anh đã từng luyện thành, đao phổ đã thất truyền, nhưng thế gian vẫn còn thứ sáu quyết, nhiếp nhân vương nếu có duyên đạt được, có lẽ có thể nhờ vào đó tấn thăng đao hoàng, cái gì, nhiếp nhân vương, nghe được lý trường sinh, trường sinh thư các lập tức truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc, bắt ẩm cùng đau nhiếp nhân vương. Cái tên này tại thập phương vực vẫn là rất vang dội, nhất là 20 năm trước, so hùng bá, quan ngự thiên, độc cô nhất phương nổi danh nhiều, nhất là nhiếp nhân vương còn cưới ngay lúc đó thập phương vực võ lâm đệ nhất mỹ nhân nhan doanh, không biết rõ tiện sát bao nhiêu giang hồ hào kiệt, đáng tiếc nhiếp nhân vương cưới nhan doanh về sau, liền mang theo nhan doanh thoái ẩn giang hồ về vu sơn lâm điện viên về sau nghe nói bị hỏa kỳ lân ăn không nghĩ tới lại còn không chết ta đi nghe nói nhiếp nhân vương bị hỏa kỳ lân bắt đi ăn không nghĩ tới lại còn còn sống hẳn là hỏa kỳ lân là ăn chay nhiếp gia ngạo hàng lục quyết quả nhiên bất phàm nhiếp nhân vương bằng vào không trọn vẹn ngạo hàng lục quyết liền đã danh chấn giang hồ nếu là tập được hoàn chỉnh còn có thể tấn thăng đao hoàng không biết rõ hoàn chỉnh ngạo hàng lục quyết giấu ở một góc nào đó vẫn là ở đâu cái cường giả trong tay, bất quá nhiếp nhân vương không có chết, vì cái gì nhiều năm như vậy cũng không có tin tức của hắn, hẳn là lần nữa quy ẩn giang hồ, nghe nói thiên hạ hội thần phong đường đường chủ nhiếp phong chính là nhiếp nhân vương nhi tử, cho dù nhiếp nhân vương muốn quy ẩn. Cũng không nên chính liền nhi tử cũng mặc kệ a à, thế gian vẫn tồn tại hoàn chỉnh ngạo hàng lục quyết, nhiếp nhân vương tâm thần chấn động, làm nhiếp gia người, trong lòng của hắn mười điểm khát vọng tìm tới ngạo hàng lục quyết, không chỉ có là muốn tăng lên thực lực hơn bởi vì đây là gia tộc truyền thừa nghĩ tới đây nhiếp nhân vương nhịn không được tiến lên hướng về phía lý trường sinh chấp tay nói tại hạ nhiếp nhân vương gặp qua trường sinh công tử ngày đó tại lăng vân quật hắn không biết lý trường sinh nhưng gặp được lý trường sinh thu phục hỏa kỳ lân tuyệt thế phong phong thái bây giờ gặp lại lý trường sinh cảm giác phong thái càng sâu trước kia nhiếp nhân vương hắn chính là nhiếp nhân vương không nghĩ tới trường sinh công tử vừa mới nâng lên hắn. Hắn liền xuất hiện, nhiếp nhân vương quả nhiên không chết, trong tay hắn bảo đao chính là chui này nữ oa nương nương bổ thiên thạch bạch lộ rèn đúc mà thành thần binh tuyết ẩm đao, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nhiếp nhân vương, bất quá càng rất mạnh hơn người chú ý chính là nhiếp nhân vương trong tay tuyết ẩm đao, dù sao cái này thế nhưng là cùng nữ oa đại thần dính dáng bảo vật. Giống nữ hoa dạng này trong truyền thuyết đại thần, đừng nói bổ thiên lưu lại kỳ thạch chính là đã dùng qua một khối khăn lụa đối bọn hắn tới nói đều là bảo bối nhiếp nhân vương lại còn còn sống hùng bá trong mắt lóe lên một đạo lệ mang hắn đang chuẩn bị trị nhiếp phong đây không nghĩ tới nhiếp nhân vương xuất hiện bất quá nhiếp nhân vương lại như thế nào hùng bá trong mắt lóe lên một vòng coi nhẹ hai mươi năm trước không phải là đối thủ của ta hai mươi năm sau hơn không phải là đối thủ của ta lần này bản tọa nhất định phải cầm tới tuyết ẩm đao, 20 năm trước hắn liền ngấp nghé tuyết ẩm đao, mắt thấy là phải thành công thời khắc, hỏa kỳ lân xuất hiện, đem nhiếp nhân vương tính cả tuyết ẩm đao bắt được lăng vân quật. Hắn không phải là đối thủ của hỏa kỳ lân, đành phải từ bỏ, hắn bận rộn mấy tháng, thất bại trong gan tất, thu hoạch duy nhất có lẽ chính là bạch chơi nhang doanh một tháng, rất nhuận, trên đài cao, Lý Trường Sinh nhìn qua nhiếp nhân vương, nói thẳng, ngươi nghĩ biết rõ ngạo hàng lục quyết chỗ vị trí trường sinh công tử mắt sáng như đuốc nhiếp nhân vương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lý trường sinh đoán được hắn mục đích đừng nói lý trường sinh ở đây chỉ cần kẻ không ngu đều có thể đoán được nếu như trường sinh công tử nguyện ý cáo tri có cái gì yêu cầu cứ việc nói tại hạ có thể làm được tuyệt không chối từ nhiếp nhân vương trịnh trọng cam kết lý trường sinh không có trả lời ngay mà là nhiều hứng thú nói nếu như ta nói cho ngươi nhan doanh không có chết ngươi nghĩ biết rõ nhan doanh tung tích vẫn là ngạo hàng lục quyết tung tích cái gì nhan doanh không chết nhiếp nhân vương trừng to mắt lên tiếng kinh hô hắn cơ hồ không có làm sao cân nhắc liền có quyết định cung kính nói còn xin trường sinh công tử nói cho ta nhan doanh tung tích nghe nói như thế vô số giang hồ hào khách đau lòng nhức ốc cảm giác nhiếp nhân vương thật sự là ngu xuẩn ngạo hàng lục quyết không thể so với nhan doanh hương mặc dù nhan doanh là thập phương vực đệ nhất mỹ nhân, nhưng đó là quá khứ thức, kia là 20 năm trước, nếu như nhan doanh võ công cao cường, có thuật trú nhan còn tốt, nhưng nhan doanh không biết võ công, mỹ nữ như vậy, 20 năm qua đi, sợ là hoa tàn ít bướm, có hoàn chỉnh ngạo hàng lục quyết. Tấn thăng đao hoàng, còn sợ không có mỹ nữ, đương nhiên, cái này chỉ là phần lớn người ý nghĩ, còn có một bộ phận nhất là nữ nhân. Đối nhiếp nhân vương tràn ngập tán thưởng có tình có nghĩa, là một người đàn ông tốt, nhưng mà, Lý Trường Sinh lời kế tiếp lại là nhường đám người trừng to mắt, trận mắt hốc mồm, 20 năm trước, hùng bá vì tuyết ẩm đau bức ngươi tới quyết chiến. Nhan doanh không thể chịu đựng được ngươi quy ẩn điện viên ẩn cư sinh hoạt, làm việc nghĩa không chuộng bước đầu nhập làm địch nhân hùng bá trong ngực, Lý Trường Sinh nhìn qua nhiếp nhân vương, kết quả hùng bá chỉ coi nàng là cái dụng để kích thích ngươi đồ chơi, ở ngay trước mặt ngươi đem nàng từ bỏ nàng xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, theo Lăng Vân Quật nhảy xuống, mặc dù cuối cùng coi như có chút lòng xấu hổ. Nhưng dạng này ái mộ hư vinh, bất trung bất nghĩa nữ nhân, ngươi còn muốn vì nàng tự bỏ tổ truyền tuyệt thế đao pháp, ta nguyện ý, nhiếp nhân vương một mặt xấu hổ, nhưng thanh âm âm vang mạnh mẽ, tràn ngập kiên định, liếm chó một cái, lý trường sinh trong lòng đánh giá một câu, trường sinh thư các càng là một mảnh xôn xao, ông trời của ta, Nhíp Nhân Vương cái này tao ngộ cũng quá khổ cực đi. Nghĩ không ra Nhíp Nhân Vương lại bị hùng bá cho sanh biết, càng không có nghĩ tới năm đó võ lâm đệ nhất mỹ nhân lại là dạng này một cái ái mộ hư vinh, không biết liêm sĩ nữ nhân, hùng bá cũng quá hèn hạ, quả thực là giết người tru tâm a, à? đây mới là kiêu hùng bản sắc. Đáng sợ, Nhíp Nhân Vương cũng là ngu xuẩn, dạng này nữ nhân, còn tìm nàng làm gì, làm, vì dạng này một cái nữ nhân lại chính liền tổ truyền đao pháp cũng không để ý, nhiếp nhân vương đây là bất hiếu a, à? nhiếp gia tiên tổ nếu là có linh, sợ là tức giận đến theo vách quan tài bên trong nhảy ra, quốc chết nhiếp nhân vương cái này bất tài tử tôn, đám người xem nhiếp nhân vương nhãn thần, tự như xem một cái kẻ đần, đồng thời bọn hắn ánh mắt liên tiếp nhìn về phía nhiếp nhân vương đỉnh đầu. Bọn hắn phản phất nhìn thấy một mảnh xanh xanh đại thảo nguyên, nhiếp nhân vương khuôn mặt đỏ bừng, thủ trưởng nắm chặt tuyết ẩm đao, đối với chung quanh nghị luận mắt điếc tai ngơ, chỉ là nhìn chầm chầm Lý Trường Sinh, nghĩ biết rõ nhan doanh tung tích, Lý Trường Sinh không tiếp tục làm khó hắn, nói thẳng, nhan doanh trước đây nhảy xuống lăng vân cuộc sau cũng chưa chết. Ngược lại bị kiếm tông trưởng môn nhân kiếm tuệ chi tử phá quân cứu, phá quân trời sinh tính tàn bạo, đã thương người làm vui, ngấp nghé nhan doanh mỹ mạo, nhan doanh tâm cao khí ngạo, tự phụ mỹ mạo vô song, cho rằng chỉ có đương thời người mạnh nhất mới xứng có được nàng, năm đó nhiếp nhân vương là trong lòng nàng người kia nhưng quy ẩn sau nhiếp nhân vương không phải bởi vậy nhan doanh quay người đầu nhập vào hùng bá ông ấp mà phá quân làm kiếm tông trưởng môn nhân kiếm tuệ chi tử thực lực cường đại hai người thuận lý thành chương quyến rũ cùng một chỗ nhan doanh theo phá quân viễn phó đông doanh nhưng phá quân vì đánh bại võ lâm thần thoại vô danh lấy nhan doanh làm trao đổi cầu tuyệt vô thần dạy hắn sát phá lan một thức Tuyệt Vô Thần chính là Đông Doanh Vô Thần Tuyệt Cung chi chủ. Không chỉ có thực lực cường đại, càng là địa vị phi phàm, nàng Doanh Cam tâm tình nguyện đi theo Tuyệt Vô Thần, bởi vì Tuyệt Vô Thần cường đại hơn phá quân, nàng rất biết lấy năm nhân thân mật, còn vì Tuyệt Vô Thần sinh một đứa con trai Tuyệt Thiên, nhưng Tuyệt Vô Thần rất thích nàng, đồng thời đem Tuyệt Thiên xem như người thừa kế bồi dưỡng, cho nên người muốn tìm nhang Doanh phải đi Đông Doanh Vô Thần Tuyệt Cung tỉnh trường sinh thư các một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người há to mồm, trừng to mắt, cái này 20 năm trước võ lâm đệ nhất Mỹ nữ nhan doanh, đúng là mẹ nó tuyệt, đầu tiên là bắt ẩm cuồng đao nhiếp nhân vương, lại là thiên hạ hội ban chủ hùng bá, sau đó là kiếm tông tông chủ chi tử phá quân, cuối cùng còn có một cái vô thần tuyệt cung chi chủ tuyệt vô thần. Thật sự là đại lão thu hoạch cơ, nữ nhân điển hình A, nam nhân đều là lập chí trở thành cao thủ tuyệt thế sau đó chinh phục mỹ nhân tuyệt thế, nàng đây là dùng mỹ mạo chinh phục cao thủ tuyệt thế, như thế nữ tử, cũng có thể xưng là kỳ nữ, dù sao có thể chinh phục nhiều cao thủ như vậy, cũng là một loại bản sự, tại ngắn mũi yên tĩnh kinh ngạc về sau, trường sinh thư các lập tức bắt đầu nghị luận. Ngoại tao Nhan doanh thật đúng là ngưu bức, trước đó tất cả mọi người khinh bỉ xem thường nhan doanh, nhưng bây giờ ai dám xem thường nạn, cái này kêu là giết một người là tội. Đồ vạn người vì hùng, đồ đến 900 vạn, tức là hùng bên trong hùng, từ hàng tỉnh trai không phải có thánh nữ chứng nhận sao? Chỉ có mạnh nhất đại ma đầu mới có thể có đến từ hàng tỉnh trai thánh nữ. Hiện tại lại nhiều một loại chứng nhận, nhang doanh chứng nhận, không có đạt được nhan doanh nam nhân chưa hẳn không phải cường giả, nhưng đạt được nhan doanh nam nhân, nhất định là cường giả. Chương 149, Thần Thú Thế Gia, Thiên Đào Tống Khuyết, Trường Sinh Thư Cát Cửu lâu, kiếm hùng lông mày nhíu lại, xì mắng, nghĩ không ra trên đời lại có như thế không biết liêm sĩ, ái mộ hư vinh nữ nhân, nếu như nói nhang doanh đằng sau cùng tuyệt vô thần là bị buộc bất đắc dĩ, không cách nào tự chủ lựa chọn, cùng phá quân là bởi vì phá quân cứu được nàng, mà lại nhiếp nhân vương không ở bên người. Thậm chí nhiếp nhân vương hơn phân nửa đã là nàng chết rồi, còn miễn cưỡng có thể lý giải, nhưng phía trước rõ ràng là nhiếp nhân vương thê tử, còn có một đứa con trai, đồng thời nhiếp nhân vương cũng không có chút nào có lỗi với nàng, nàng vậy mà liền ném phu con rơi, đi theo hùng bá mà đi, đơn giản vô sĩ cực hạn, vô tình vô nghĩa, thật sự là cho nàng nhóm nữ nhân mất mặt. Cái gì võ lâm đệ nhất mỹ nữ, ta xem là võ lâm đệ nhất cặn bã nữ, hoàng dung biểu môi, phụ hòa gật đầu, nữ nhân mộ mạnh, kỳ thật có thể lý giải, chỉ là nhan doanh ném phu con rơi quả thực vô tình, loan loan linh động mắt to, sống mắt như nước, nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu như thần tiên ca ca sớm xuất hiện 20 năm, sợ là liền không có hùng bá chuyện gì, nhang doanh khẳng định cùng Bạch tỷ tỷ. Chạy tới Mị Hoặc thần tiên ca ca, Minh Châu phu nhân nghe vậy, đôi mắt đẹp nhắm lại, trên mặt nhìn không ra tức giận, nhìn qua loan loan, Vũ Mị cười một tiếng, hùng bá lại há có thể cùng công tử đánh đồng, công tử cỡ nào nhân vật. Như thế nào đồng dạng yêu nữ có thể mị hoặc được? Minh Châu phu nhân ý vị thăm trường nhìn Loan Loan một cái, tìm ẩn ý tứ nói đúng là Loan Loan mị lực không được. Không bằng nàng, Loan Loan nghe vậy, trên mặt cười hì hì, trong lòng lại là MMP, một cái đâm chọc nàng uy hiếp, nàng cắn răng, trong lòng quyết tâm, đền nay nhất định phải đem Lý Trường Sinh cầm xuống, miễn cho Minh Châu phu nhân cái này yêu nữ luôn luôn đắc ý, đoạn này thời gian, Lý Trường Sinh đại đa số thời gian cũng bị Minh Châu phu nhân đầu này cá mập lớn chiếm cứ tăng thêm kiếm hùng. Kinh nghe, hồng tụ cùng lục trúc, nàng một mực không tìm được cơ hội, ghê tởm, thú vị, diễm linh cơ hai tay ông ngực, nhãn thần nghiền ngẫm, nhiều hứng thú nhìn qua loan loan cùng Minh Châu Phu Nhân đánh võ mồm, âm thầm đấu võ mồm, trong đại sảnh, nhiếp nhân vương sắc mặt trắng bệt, nổi giận không thôi, không nghĩ tới nhan doanh tại hùng bá về sau, lại câu được phá quân cùng tuyệt vô thần hai cái đại lão. Có thể tưởng tượng, sau ngày hôm nay, Hắn nhíp nhân vương đem trở thành sanh nhân vương, trên đài cao, lý trường sinh xem sanh nhân vương thảm như vậy, chậm rãi nói, thời gian ngắn bên trong, ngươi không có khả năng tìm về nhan doanh, bất quá ta phụ tặng ngươi một cái ngạo hàng lục quyết tin tức, ngạo hàng lục quyết, nhíp nhân vương khẽ giật mình, theo sát lấy đè xuống trong lòng xấu hổ giận dữ cùng bi thương. Một đôi mắt hổ tràn nập chờ mong, trường sinh thư các đám người lập tức theo trong bát quái hoàng hồn. Vẫn tai, ngạo hàng lục quyết từ nhiếp gia tiên tổ nhiếp anh về sau liền đã mất đi hoàn chỉnh bí tịch, truy cứu căn bản, kỳ thật cùng Hỏa Kỳ Lân có quan hệ, Lý Trường Sinh nhường nhiếp nhân vương khẽ giật mình, hắn theo gia tộc trong cổ tịch nhìn thấy, hắn nhiếp gia tiên tổ nhiếp anh tự hồ cùng Hỏa Kỳ Lân chiến đấu qua. Nhưng cụ thể, bởi vì thời gian xa xăm, rất nhiều ghi chép đều biến mất tại thời gian trường hạ bên trong, chẳng lẽ nhiếp anh bị Hỏa Kỳ Lân giết chết? cho nên chưa kịp lưu lại hoàn chỉnh ngạo hàng lục quyết bí tịch, các ngươi nhiếp gia, kỳ thật có thể nói là thần thú thế gia, lý trường sinh lời này, lập tức nhường trường sinh thư các một mảnh xôn xao, thần thú thế gia. Đây là ý gì, cái này thần thú khẳng định cùng hỏa kỳ lân có quan hệ, nhiếp gia hẳn là cùng hỏa kỳ lân có cái gì đặc thù quan hệ, chẳng lẽ lại hỏa kỳ lân đã từng là nhiếp gia cung phụng thần thú, đám người nghị luận âm ý, nhiếp nhân vương nhíu mày không hiểu, trong lòng nghi hoặc, hắn làm sao không biết mình là thần thú thế gian người, Lý Trường Sinh tự hồ nhìn ra nhiếp nhân vương nghi hoặc. Cất cao giọng nói, việc này còn muốn theo ngươi nhiếp gia tiên tổ nhiếp anh nói tới, nhiếp anh thổi nhỏ thiên phú dị bẩm, võ công trác tuyệt, niên kỹ nhẹ nhàng liền trở thành một đời đao hoàng, là tuyết ẩm đao rèn đúc người cùng ngạo hàng lục quyết các loại nhiếp gia võ học người sáng tạo, lúc ấy trong giang hồ, có hỏa kỳ lân bốn phía làm hại, sinh linh lâm nạn, nhiếp anh là trạch thương sinh. Liên dứt khoát cùng hỏa kỳ lân làm thú liều chết một trận chiến đánh lâu phía dưới tuyết ẩm đao đã thương hỏa kỳ lân không may nhiếp anh cũng đồng thời làm nuốt hỏa kỳ lân chi huyết tạo thành nhiếp gia thế hệ truyền thừa phong huyết vì áp chế phong huyết ma tính nhiếp anh tự sáng thế đời truyền thừa chi băng tâm quyết nhiếp anh sau khi về đến nhà thân thể của hắn lên kịch biến công lực bạo tăng đến làm cho người khó có thể tin tình trạng càng đáng sợ chính là có một cổ không hiểu mà mãnh liệt sát niệm tại huyết dịch của hắn bên trong lan tràn, khiến cho hắn lúc nào cũng hưng khởi giết người chi khí thế hung ác, tức giận trùng sinh, tính tình trở nên bất thường vô thường, nhíp anh phát giác thể nội sát ý tại dần dần đạt đỉnh phong, lại khó tự điều khiển. Lúc nào cũng nổi giận nổi lên, tại có lý trí cơ hội, chỉ sợ thương tới người yêu, liền thừa đêm đi không từ giả, nhíp anh đi bái kiếm sơn trang xin giúp đỡ hắn bạn thân bái kiếm sơn trang chủ ngạo nhật, cũng đem sự tình bẩm báo, ngạo nhật chính là đúc kiếm danh sư, lại có được một khối mình tại trong bóng tối nghỉ ngơi ngàn năm hàng thiết, ngao nhật biết được tường tình về sau. Hai người không ngừng nghiên cứu, cuối cùng ngộ ra cần đem lạnh đúc bằng sắt thành một thanh chí hàng bảo kiếm, mới có thể hủy đi chí nhiệt hỏa kỳ lân, cùng khắc chế nhiếp anh phong huyết. Nhưng mà rèn đúc thần binh tuyệt không phải một sớm một chiều có khả năng chế được, Nhíp anh thể nội sát ý áp chế không nổi, đành phải vội vàng về nhà đem tuyết ẩm đau cùng võ học gia truyền lưu cho thê tử cùng vừa ra đời nhi tử. Bởi vì thời gian vội vàng, hắn không thể lưu lại hoàn chỉnh ngạo hàng lục quyết, rời nhà về sau, nhíp anh sợ hãi tự mình áp chế không nổi sát tính, di hòa võ lâm, thế là tại lăng vân cuộc bên trong, dùng to tác xích sắc đem tự mình khóa tại đất trong huyệt, hy vọng có thể đợi đến tuyệt thế hảo kiếm đảng sinh giải cứu tự mình đáng tiếc hắn chưa thể đợi đến kia một ngày. Sau khi hắn chết đem võ học gia truyền cùng hỏa kỳ lân cùng tuyết ẩm đao cùng tuyệt thế hảo kiếm bí mật cũng lưu tại lăng vân cuộc đợi con cháu đời sau được biết, cho nên nói lăng vân cuộc bên trong, nhiếp anh thi cốt bên cạnh, liền có hoàn chỉnh ngạo hàng lục quyết, lý trường sinh dứt lời dưới, trường sinh thư các một mảnh tĩnh mịch, theo sát lấy, đám người nhao nhao bắt đầu nghị luận. Nghĩ không ra nhiếp gia tiên tổ nhiếp anh vậy mà cũng uống qua thần thú máu, vẫn là thần thú kỳ lân đáng tiếc thực lực tăng vọt nhưng tác dụng phụ quá mạnh kém xa tiếu tam tiếu long quy tinh huyết cùng đế thích thiên phượng huyết hỏa kỳ lân làm thần thú theo lý thuyết không nên so long quy cùng phượng hoàng yếu nhưng nó máu vì sao lại khiến người điên cuồng hỏa kỳ lân khẳng định có vấn đề giống cái khác thần thú cơ bản cũng trốn ở trong tối rất ít hiện thế mà hỏa kỳ lân lại thỉnh thoảng chạy đến làm hại thương sinh nhiếp anh làm qua hỏa kỳ lân đoạn nhà tiên tổ làm qua hỏa kỳ lân, vô cực kiếm hoàng làm qua hỏa kỳ lân, cái khác đã làm xong hỏa kỳ lân cường giả không biết rõ có bao nhiêu, bất quá hỏa kỳ lân mạng thật to lớn, từ xưa đến nay, bị người đánh vô số lần. Thụ thương vô số kể, nhưng quả thực là không có bị đánh chết, hỏa kỳ lân là thủy thú, có lẽ có đại khí vận che chở, bất quá hỏa kỳ lân máu cũng là đáng sợ, Nhíp anh vẹn vẹn ăn một miếng. Vậy mà liền có thế thế hệ tương truyền, đáng sợ ta phát hiện lăng vân quật thật đúng là một cái bảo địa thập cường võ giả võ vô địch ở nơi đó lưu lại huyền vũ chân công cùng thập cường võ đạo nhiếp anh cũng ở đó lưu lại nhiếp gia võ học bất quá lăng vân quật bên trong bốn phương thông suốt muốn tìm được trong đó võ công cũng không dễ dàng ngạo hàng lục quyết vậy mà tại lăng vân quật nhiếp nhân vương có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới mới từ lăng vân quật ra liền lại muốn trở về ngạo hàng lục quyết hắn là nhất định phải tìm trở về đa tạ trường sinh công tử giải hoặc. Ngày sau nhưng có phân phó, muôn lần chết không chối từ, nhiếp nhân vương chấp tay bái nói, mặc dù lý trường sinh bộc quan hắn thê tử sanh hắn sự tình, nhưng cũng nói cho hắn nhan doanh cùng võ học gia truyền tung tích, đại trường phu ân oán rõ ràng, lý trường sinh khẽ vuốt cầm, sau đó nói, võ hoàng phía dưới đao khách liền nói đến chỗ này, tiếp xuống chính là võ hoàng phía trên tuyệt thế đao khách. Vị thứ nhất, thứ ba heo hoàng, này nhân sinh tính tham ăn, thể trạng to béo võ công cao cường đao pháp tinh xảo tự sáng tạo sang đao đao tùy ý sáng tạo ý tùy tâm sáng tạo tâm theo ta sáng tạo sáng tạo tức là đao đao tức là sáng tạo vị thứ hai thứ hai đao hoàng vũ khí của hắn là tranh danh đao người cũng như tên coi trọng thanh danh hắn cùng đệ nhất tà hoàng thứ ba heo hoàng là bạn tri kỷ hảo hữu nhưng không phải đệ nhất tà hoàng đối thủ hắn không cam lòng thứ hai một mực thúc giục tự mình khiêu chiến tà hoàng, vụ muốn trở thành thứ nhất, thế nhưng là mỗi chiến cũng lạc bại, cũng nhân như đây, cuối cùng cùng tà hoàng cắt đứt tuyệt giao, vì chiến thắng tà hoàng, thứ hai đau hoàng làm đau vứt bỏ tình, không những dần dần xa lánh thân nhân, đối phụ mẫu cái chết thờ ơ. Hơn cùng vợ hắn tử màn hình tình cảm ngày nhạt. Thậm chí hắn nữ nhi thứ hai mộng xuất thế, hắn cũng chưa từng liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục bế quan tham ngộ càng thượng thừa hơn đao chiêu. Ba năm về sau, hắn rốt cục tâm nguyện có thế bồi thường, ngộ ra hắn từ vứt bỏ tình mà thành hoàn toàn mới tuyệt thế đao chiêu, đoạn tình thất tuyệt, cái gọi là đoạn tình thất tuyệt, nhưng thật ra là lấy vứt bỏ tình làm gốc nghĩa bảy thức đao chiêu, mỗi một chiêu đều nộ tình, hận tình, đoạn tình, tuyệt tình, mà sau cùng một thức, đao chung tình đoạn, càng là tập còn lại sáu thức chi đại thành. Cũng là bá đạo nhất cường hoành một đao, thế nhưng là, đây là đau chung tình đoạn cứ việc cường hoành có thừa thứ hai đau hoàng xử ra nhưng thủy chung thông suốt không đủ đi chiêu càng có tắc nghẽn trệ giống như vẫn chưa thể đạt đến hoàng mỹ thứ hai đau hoàng sau khi về nhà tiếp tục nghiên cứu đoạn tình thất tuyệt trầm mê đau đạo mỗi một ngày mỗi một đêm mỗi một canh giờ mỗi một khắc trong đầu của hắn cũng chỉ có đau nhưng không có tình mà hắn chỗ ở bên trong mỗi một bức tường đều bị hắn khắc đầy lít nha lít nhít đoạn tình thất tuyệt khẩu quyết Tình là khổ, tình là nợ, tình là sâu, tình là không Là tình ngu si cả đời, không bằng vô tình Thứ hai đao hoàng mặc dù trầm mê ở đao đạo Nhưng đã đi đến lạc lối Đoạn tình không phải vô tình Là muốn chém đứt vô tình Lấy hữu tình nhập đoạn tình Lấy đoạn tình chém vô tình Nếu như hắn không thể lĩnh ngộ Cả một đời cũng đừng nghĩ đánh bại đệ nhất tà hoàng Càng không khả năng trở thành một tên chân chính tuyệt thế đao hoàng Đệ nhất tà hoàng Thứ hai đao hoàng Thứ ba heo hoàng ta đi lại còn có dạng này kỳ nhân danh tự này cũng là tuyệt bọn hắn là thật họ kép thứ nhất thứ hai thứ ba vẫn là tự mình tự tiêu khiển tự giải trí dựa theo bọn hắn ba người thực lực lấy thứ hai đao hoàng đây là lâm vào cực đoan kỳ thật trong giang hồ cùng loại thứ hai đao hoàng nhân số không kể xiết rất nhiều người vì luyện thành võ công tuyệt thế đoạn tình tuyệt tình thậm chí lục thân không nhận giết vợ diệt tử thứ hai đao hoàng mặc dù lạnh nhạt người nhà nhưng không hề động sát cơ cũng coi như nhân tính chưa mất đi, không có biến thành đao pháp nô lệ, không biết rõ có trường sinh công tử chỉ điểm, thứ hai đao hoàng có thể hay không có chỗ lĩnh ngộ, lầu 6 số 21 phòng, đoạn tình không phải vô tình, là muốn chém đức vô tình, lấy hữu tình nhập đoạn tình, lấy đoạn tình chém vô tình. Quy hải nhất đao trong đầu trở về chỗ lý trường sinh, cả người lâm vào cảm ngộ bên trong, nghĩa phụ, một đao đây là, thượng quan hải đường thấy thế, thấp giọng hỏi một đao sư thừa tuyệt tình sơn trang bá đao, tu luyện tuyệt tình chém, chu vô thị chậm âm thanh nói ra, tuyệt tình sơn trang là cái không tôn trọng sinh mệnh địa phương, bá đao dạy độ đệ phương pháp chính là tuyệt tình tuyệt nghĩa. Tuyệt yêu tuyệt yêu, tuyệt thân tuyệt bạn, một người nhất định phải tại trong vòng 7 năm liên tục chính giết chết 7 cái bằng hữu tốt, mới là hắn thân truyền đệ tử, khả năng học hắn tuyệt tình chém, một đao xuất sắc tại trong vòng 7 năm giết chết tự mình 7 cái bằng hữu tốt, cuối cùng tự mình lĩnh ngộ được tuyệt tình chém tâm pháp, tuyệt tình tuyệt nghĩa. Tuyệt yêu tuyệt yêu, tuyệt thân tuyệt bạn về sau, chính là tuyệt thiên tuyệt địa, tuyệt thần tuyệt ma, giữa thiên địa, chỉ có ta đao, đồng thời một đao cũng không còn tiếc vu học tập tuyệt tình chém đao pháp, bởi vì giữa thiên địa chỉ có một đao, một đao kia nếu như quỷ khóc thần gào, bất luận cái gì đao pháp đều khó mà địch nổi, chớ nói chi là một cái nho nhỏ tuyệt tình chém một đao đao pháp cùng thứ hai đao hoàng đoạn tình thất tuyệt cùng loại, bởi vậy trường sinh công tử đối thứ hai đao hoàng chỉ điểm, với hắn mà nói cũng như vẽ trồng điểm mắt chi bút, thể hồ quán đỉnh, thì ra là thế, thượng quan hải đường gật gật đầu, tê. Trách không được cái này khối băng lạnh lùng như vậy, kia nhãn thần, lạnh khóc như vậy, như vậy vô tình. Như vậy giết người không chấp mắt, nguyên lai vậy mà tu luyện loại này tàn nhẫn bá đạo đao pháp, thành thị phi hút miệng khí lạnh, rời xa quy hải nhất đao, hướng tố tâm bên cạnh nhích lại gần, không biết rõ vì cái gì, hắn luôn cảm thấy tố tâm rất thân cận, hắn rất ưa thích tới gần đối phương, hắn biết rõ, hắn tuyệt đối không phải ngấp nghé tố tâm sắc đẹp. Mặc dù tố tâm băng phong yên lặng 20 năm, dùng nhàng giống nhau 20 năm trước, nhưng hắn thật không có sắc tâm, bởi vậy, hắn nhận tố tâm làm cạn mẹ, nếu không phải như thế, chu vô thị đều muốn hoài nghi thành thị phi muốn theo hắn đoạt tố tâm, oanh, đúng lúc này, một đạo băng lạnh bá đạo kiếm ý phút chốc phóng lên tận trời, quét sạch thiên địa, một đạo áo trắng như tuyết lạnh khốc thân ảnh phóng lên tận trời. Cầm trong tay trường kiếm, áo trắng như tiên, là hắn, tay môn suy tuyết, tay môn suy tuyết vậy mà đột phá thành kiếm hoàng, cũng là ngưu bức, nghe trường sinh công tử nói đao pháp, vậy mà kiếm pháp đột phá, kỳ thật thiên địa vạn đạo, trăm sông đổ về một biển, đao và kiếm tại tuyệt thế kiếm khách trước mặt, đều là tổng, đây cũng là có rất nhiều người đao kiếm song tuyệt nguyên nhân. Tây môn suy tuyết kiếm là vô tình kiếm, cùng thứ hai đao hoàng vô tình đao cùng loại, có rõ ràng cảm ngộ, cũng hợp tình hợp lý, trường sinh thư các nghị luận âm ý, bất quá có yến nam thiên, dịp cô thành, tuân tử nhóm cường giả đột phá phía trước, tây môn suy tuyết đột phá liền có vẻ tập mãi thành thói quen, lão bạch rốt cục đột phá, lục tiểu phụng ngón tay cái vuốt ve khóe miệng công lên sợi râu. Cười nói, nếu là lão bạch sớm nghe ta, đi thể nghiệm một cái tiểu tỷ tỉ tỷ tỉ tình ý, không chừng đã sớm đột phá, nói là vô tình nhưng lại hữu tình, hoa mãn lâu lẩm bẩm lẩm bẩm nói, tây môn suy tuyết đột phá hoàn thành, áo trắng như tuyết, không nhiễm bụi bặm, đi vào lý trường sinh trước mặt, chắp tay cúi đầu, đa tạ trường sinh công tử chỉ điểm, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau nếu có phân phó, muôn lần chết không chối từ, có thể đột phá, là người duyên phận, không cần đa lễ, Lý Trường Sinh nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, khẽ vuốt cầm, tay môn suy tuyết lui ra, Lý Trường Sinh ánh mắt đảo qua đám người, tiếp tục nói, thứ ba vị, thiên đao tống khuyết, chắc hẳn tất cả mọi người không xa là gì, đại tùy Long nam tống phiệt phiệt chủ. Người xưng thiên đao, thiên phú dị bẩm, từ xuất đạo đến nay, chưa gặp được bại một lần, hắn tại hơn 20 tuổi liền đánh bại đại tùy ngay lúc đó đao đạo đệ nhất cao thủ bá đao nhạc sơn, bởi vậy thanh danh vang dội, hắn từng ưa thích qua từ hàng tỉnh trai trai chủ phạm thanh huệ, mãi cho đến trung niên mới cưới một gái xấu làm vợ, chuyên về phần võ đạo, mà không về phần đắm chìm trong khuê phòng chi nhạc. Hắn tại vô số bên trong chiến đấu thiên chủ y bách luyện sáng lập ra đao pháp, được vinh dự thiên hạ bất bại chi đao, hắn đao pháp cảnh giới tối cao chính là bỏ đao bên ngoài, không có vật gì khác nữa, bất quá ta cảm thấy, hắn nếu là có thể đạt tới thiên hạ vạn vật đều có thể làm đao, hắn đao pháp đem nâng cao một bước. Chương 150, Đao Thánh Truyền ưng, nguyên thanh yên chi bản, thiên đao tống khuyết, không hổ là đại tùy đệ nhất đao khách, quả nhiên lợi hại, nghe nói tống khuyết đã 20 năm không có xuất thủ, nhưng lắng động đến lợi hại hơn, phóng nhãn cửu châu, cũng có thể xưng đứng đầu nhất tuyệt thế đao khách, thiên đao chi danh, danh bất hư truyền, trong đại sảnh, tống ngọc trí trong mắt lóe lên một vòng kiêu ngạo cùng tự hào, phụ thân quả nhiên lên bản. Không biết rõ cửu châu đại lục còn có nào sau so phụ thân lợi hại tuyệt thế đao khách, bỏ đau bên ngoài, không có vật gì khác nữa, thiên hạ vạn vật đều có thể làm đau, đáng tiếc phụ thân không còn nơi này, không phải vậy nhất định có thể có rõ ràng cảm ngộ, nâng cao một bước, tống ngọc trí trong lòng thở dài, nhưng mà nàng không biết đến là, giờ phút này lầu 6 số 12 phòng bên trong. Một cái anh tuấn mà không tì vết, nồng đậm mà rực rỡ, trầm tĩnh mà u buồn nam nhân lâm vào trầm tư, thiên địa vạn vật đều có thể làm đau. Cái này có lẽ chính là độc cô cầu bại tiền bối cỏ cây trúc thạch cùng nhưng vì kiếm, thậm chí không có kiếm thắng có kiếm chi cảnh, tống khuyết trong đầu hiện lên vô số ý niệm, linh cảm như sóng triều, tu vi mặc dù không có đột phá. Nhưng đao đạo cảnh giới lại là tăng lên một đoạn, nghĩ tới đây, tống khuyết không khỏi xuống lầu, đi vào lý trường sinh trước, chắp tay thi lễ, tống khuyết ở đây, đa tạ trường sinh công công tử chỉ điểm, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau ổn thỏa hậu báo. Lời này vừa nói ra, toàn trường nổ tung, Tống Khuyết, hắn chính là thiên đao Tống Khuyết, vô số ánh mắt cùng nhau đánh giá Tống Khuyết. Đây là một cái cực kỳ hoàn mỹ nam tử, đồng thời trên thân mang theo một cổ thiên đao bá khí cùng lăng lệ, trách không được Tống Khuyết cưới cái gái xấu, còn có thể sinh hạ hai cái yên chi bản trên nữ nhi, bộ dáng này đúng là cao cấp nhất mỹ nam tử, đương nhiên, cường giả càng nhiều hơn chính là chú ý Tống Khuyết tu vi cùng đao đạo, nhìn thấy Tống Khuyết liền phản phất nhìn thấy một thanh tuyệt thế thiên đao. Không gì không phá, tự như muốn đem linh hồn của con người chém thành hai khúc, phụ thân, tống ngọc trí kinh hỷ, không nghĩ tới tống khuyết vậy mà cũng tới, trên đài cao, lý trường sinh hướng về phía tống khuyết khẽ vuốt cầm, nói, tống phiệt chủ không cần đa lễ, các loại tống khuyết mang theo tống ngọc trí lui ra, lý trường sinh mới tại mọi người trong chờ mong, chậm rãi nói. Vì thứ tư, đệ nhất tà hoàng, đệ nhất tà hoàng thiên phú dị bẩm vừa ra từ trong bụng mẹ bất cứ chuyện gì đều là đệ nhất hắn họ kép thứ nhất cũng là trong nhà dạy nhất tử từ thứ tư tuổi lên cầm kỳ thư họa không gì không giỏi toàn bộ mạnh nhất tất cả đều đệ nhất luận võ công hắn sáu tuổi tập võ một năm sau đã không cần sư phó đao của hắn so đao hoàng tuyệt hơn kiếm của hắn mạnh hơn kiếm hoàng canh thứ nhất là làm chi không thẹn nhưng mà đệ nhất tà hoàng đối với mình đao pháp như cũ không hài lòng khổ tâm tham ngộ rốt cục sáng chế một môn kinh thế hải tục đáng sợ đao pháp đệ nhất tà hoàng mừng rỡ đi tìm trư hoàng nâng ly cùng luận bàn mà ở hắn say như chết thời khắc con của hắn đệ nhất cầu thắng chạy tới đệ nhất cầu thắng người cũng như tên kế thừa đệ nhất tà hoàng tính cách biết rõ đệ nhất tà hoàng ngộ ra tuyệt thế đao pháp lập tức liền muốn thử một lần đệ nhất tà hoàng trực tiếp cự tuyệt bởi vì bộ này đao pháp còn có một cái khuyết điểm, liền trư hoàng cũng không dám thử, có thể đệ nhất cầu thắng lại lấy cái chết muốn nhờ, đệ nhất tà hoàng xuất phát từ bất đắc dĩ. Đành phải đưa ra điểm đến là dừng, nhưng cuối cùng lại vẫn bởi vì bên trong chiến đấu không cách nào khống chế ma tính mà giết chết đệ nhất cầu thắng, chờ đệ nhất tà hoàng ma tính biến mất dần, khôi phục thần trí, đập vào mắt thấy, lại là con trai mình thi thể, đệ nhất tà hoàng mới phát giác cái gọi là lý tưởng nhất chi đao pháp cũng là rất bóp chết sinh mệnh chi đao pháp. Từ đây, đệ nhất tà hoàng nản lòng thoái chí, đem tự sáng tạo đao pháp mệnh danh là ma đao, dự định vĩnh cửu phong ấn, miễn cho hại người hại mình, mà hắn cũng ẩn lui sinh tử môn, cái gọi là ma đao, chính là muốn trước thành ma, như thành ma nhất định phải toàn tâm toàn ý, một lòng, chính là một mực cả đời tranh cường háo thắng chi tâm, muốn đánh bại người mạnh nhất mới có thể sâu nhanh một ý, chính là tâm không hai ý, chỉ có ma ý, quên tất cả quá khứ tình nghĩa lễ tan trọng thể, mà đào tuy mạnh, xa thắng thiên đao, nhưng không vì người trưởng khống, không thể làm, lý trường sinh lời nói này rơi xuống, trường sinh thư các hoàn toàn tỉnh mịch, thật lâu, mọi người mới theo đệ nhất tà hoàng một đời lấy lại tinh thần, lập tức bắt đầu nghị luận, t Thật là đáng sợ ma đao. Thậm chí ngay cả tà hoàng cũng không thể trưởng khống, trực tiếp nhập ma, còn giết mình nhi tử, dùng tự mình mạnh nhất đao pháp, giết chết con của mình, trong nhân thế lớn nhất bi ai cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, đệ nhất Tà Hoàng mặc dù sáng chế ma đao, nhưng là hữu tình người, đệ nhị Đao Hoàng vì đau đạo đoạn tình tuyệt nghĩa, cũng khó trách đệ nhị Đao Hoàng chỉ có thể ở đệ nhất Tà Hoàng phía dưới. Nếu như là đệ nhị Đao Hoàng lĩnh ngộ ma đao, đó mới là sinh linh khó khăn, đệ nhất Tà Hoàng, đệ nhị Đao Hoàng, đệ tam Trư Hoàng, hiện tại xem ra liền trư hoàng bình thường một chút, để nhất tà hoàng đã khủng bố như thế, hắn ma đau càng là sát sinh chi đau, không biết rõ cái nào đau khách có thể siêu việt để nhất tà hoàng, tống khuyết các loại vô số giang hồ hào kiệt đều mang nồng đậm hiếu kỳ nhìn qua trên đài cao Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói, vị thứ năm, hoàng ảnh, hoàng ảnh chính là đông doanh đao khách, xuất sinh hoàng tộc, đức cao vọng trọng, phú khả địch quốc, hơn có được trên vạn người quyền lợi, Ngoài trừ tài phú quyền lợi bên ngoài, hắn có được một tấm tuấn tú khuôn mặt cùng có đông doanh đệ nhất Mỹ nhân danh xưng thê tử Lý Mỹ. Cũng dục có một nữ thu tử, có thể nói nhân sinh bên thắng, nhưng mà một ngày hoàng ảnh mang theo thê tử du lịch giải sầu, không ngờ gặp được một đám ăn cướp đao khách ăn cướp, tại mạng treo một khắc lúc, hoàng ảnh bị đông doanh bảy đại đao khách một trong liễu sinh vô vọng cứu, hoàng ảnh trở về từ cõi chết, liền bái liễu sinh vô vọng vi sư. Vẹn vẹn 10 ngày liền đã hết đến hắn suốt đời sở học. Liễu Sinh vô vọng bại cùng Hoàng Ảnh bị hắn giết chết, cũng là hắn cái thứ nhất giết chết người, về sau, hơn 20 tuổi Hoàng Ảnh thăm dò được đông doanh nơi nào đó có cái gia tộc đúc có một hiếm thấy thần binh tên là Kinh Tịch Đao, liền tiến đến cầu đao, cái này gia tộc một mực không ai có thể chấp lên cây đao này, gia tộc chủ nhân đối tiếng về nhìn qua võ giả nói chỉ cần ai có thể chấp lên Kinh Tịch Đao. Cây đao này liền về người này tất cả, nhưng là tùy tiện chấp lên đao dung tục đao khách mười ngón lập tức bị kinh tịch đao đánh gãy. Cuối cùng hoàng ảnh bằng vào hắn đặc biệt dũng khí cùng công lực thành công chấp lên kinh tịch đao, cuối cùng kinh tịch đao về hắn tất cả, lấy được kinh tịch đao về sau, hoàng ảnh lại không cách nào như ý khống chế người đao chưa thể tâm tương thông, khiến cho hoàng ảnh tu vi trì trệ không tiếng, khó có tiếng thêm, trăm mối vẫn không có cách giải dưới vì cầu cùng kinh tịch lòng người tương thông, hoàng ảnh ngày đêm cũng chờ đợi tại kinh tịch đau trước, không ngủ không ăn, thê tử Lý Mỹ là đã động hoàng ảnh từ bỏ kinh tịch, cùng thu tử cùng một chỗ làm bạn ở bên, không ngủ không ăn, thu tử càng là tươi sống chết đói. Hoàng ảnh cuối cùng cũng không có thay đổi chủ ý, hoàng ảnh cho rằng đau đã là hắn duy nhất sinh mệnh, Lý Mỹ hết sức thất vọng, một lòng muốn chết, chạy về phía kinh tịch đau mất mạng, thê tử cùng nữ nhi sau khi chết, hoàng ảnh vậy mà một chút cũng cảm giác không thấy bi thương, khổ tư ba ngày ba đêm, thậm chí nghĩ đến cái tráng bạo liệt, mới bừng tỉnh đại ngộ trong tim mình ngoại trừ kinh tịch đau bên ngoài. Đã rốt cuộc không chứa được cái khác đồ vật, hoàng ảnh lĩnh ngộ được thê nữ, tài phú, danh vọng đều là luyện đau gánh vác, chỉ có từ bỏ hết thảy, không có gì cả khả năng, cùng đau ghép đôi, cuối cùng hoàng ảnh từ bỏ mỹ hảo tiền đồ cùng quyền lực, tâm hòa đau tương thông, ngộ ra thất thức đau ý, loạn sâu, ngạo, si, tỉnh, lạnh, nộ, nương tựa theo thất thức, thức đau ý. Hoàng ảnh đánh khắp đông doanh vô địch thủ, trở thành đông doanh đệ nhất đao khách, cũng luyện thành hoàng kim đao khí, đao khí điểm bốn tầng, tầng thứ nhất đỏ thiết đao khí, tầng thứ hai thanh đồng đao khí, tầng thứ ba ngân làm đao khí cùng tầng thứ tư hoàng kim đao khí, hoàng ảnh liền đạt đến tầng thứ tư, t trường sinh thư các tất cả mọi người hút miệng khí lạnh. Chẳng lẽ đây chính là đại lão? trong lòng không nữ nhân rút đau tự nhiên thần quả nhiên nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta rút đau tốc độ đột nhiên cảm giác đau thần bản trên đại lão không có mấy cái bình thường không phải đoạn tình thất tuyệt chính là ma đau hoàn ảnh càng là ngưu bức liễu sinh vô vọng không chỉ có cứu được tính mạng hắn càng là truyền thụ cho hắn đau phát hắn vậy mà trở tay liền giết đi rất biến thái vẫn là nữ nhi chết đói tại trước mặt vậy mà cũng thờ ơ thậm chí thê tử chết tại kinh tịch đao dưới, cũng phản phất giống như không thấy, thật sự là lãnh huyết đến cực điểm, bất quá hoàng ảnh có thể từ bỏ danh lợi quyền thế, từ bỏ thê nữ, cái này tâm tính cũng là đáng sợ đến cực điểm, trong thiên hạ có thể từ bỏ thê nữ không ít người. Bởi vì vì tư lợi người rất nhiều, nữ nhân như quần áo, thê nữ đối bọn hắn tới nói không quan trọng gì, nhưng có thể từ bỏ danh lợi quyền thế cũng rất ít có thể đồng thời từ bỏ quyền thế cùng thê nữ có thể nói phượng mau lân giác, không thể không nói, hoàng ảnh mặc dù biến thái, nhưng thật sự là đáng sợ, mà lại thiên phú trắc tuyệt. Hoàng ảnh đây mới thực là từ bỏ hết thảy, đem đao đưa vào vô thượng tôn vị, trường sinh thư các vô số giang hồ hào kiệt nghị luận âm ý, đều vì đó động dung, cho dù hùng bá, quan ngự thiên dạng này người đều không ngoại lệ, hùng bá có lẽ có thể dễ dàng buông tha thê nữ, từ bỏ trường mình ra bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối không cách nào giống như hoàng ảnh từ bỏ quyền thế địa vị. Thiên đao tống khuyết trong lòng đồng dạng rung động, nghĩ không ra đông doanh lại còn có như thế đáng sợ đao khách, hoàng ảnh, đao pháp của hắn bỏ đao bên ngoài, không có vật gì khác nữa, nhưng hắn cũng không cách nào giống như hoàng ảnh từ bỏ danh lợi quyền thế, từ bỏ thê nữ, hoàng ảnh loại này thuần túy đao khách, là đáng sợ nhất, bởi vì hắn đã không có nhược điểm ngươi không có khả năng theo danh lợi quyền thế hoặc là thê nữ thân nhân các phương diện đánh bại hắn, chỉ có dựa vào thực lực chân chính, hoàng ảnh, chu vô thị trong lòng nỉ non, đối với cái tên này, hắn nghe liễu sinh nhưng ngựa thủ đề cập tới, liễu sinh nhưng ngựa canh giữ ở đông doanh cũng là cường giả, hắn tuyết bay nhân gian cùng sát thần nhất đao trảm uy danh hiển hách. Nhưng liễu sinh nhưng ngựa thủ nâng lên hoàng ảnh lúc, ngôn ngữ cũng là tràn ngập kiên kỵ cùng kính sợ, đại ca, ngươi tại đông doanh du học, Gặp qua cái này Hoàng Ảnh sao? Thượng Quan Hải Đường nhìn về phía bên cạnh Đoạn Thiên Nhai, Đông Doanh mặc dù cùng Đại Minh cách biển tiếp giáp, nhưng song phương giao lưu không nhiều, Thượng Quan Hải Đường đối Đông Doanh cũng không thể nào hiểu rõ. Mà Đoạn Thiên Nhai đã từng du học Đông Doanh, theo miên cùng Tứ lan nơi đó học được huyễn kiếm, người này tại Đông Doanh danh khí cực lớn, nhưng ta cũng chưa từng gặp qua, Đoạn Thiên Nhai lắc đầu, nói: "Ta tại Đông Doanh du học lúc liền thường xuyên nghe được uy danh của hắn." không nghĩ tới hắn thực lực đáng sợ như thế, quy hại nhất đau ông đau, trầm mặt không nói, nhưng trong lòng đã dấy lên hừng hực đấu chí. Luôn có một ngày, hắn quy hại nhất đau, đem trở thành thế gian này mạnh nhất đau khách, không biết vị cuối cùng đau thần là ai, Chu vô thị có chút hiếu kỳ, mỗi lần nghe được trường sinh thư các tin tức, cũng có dũng khí mở rộng tầm mắt cảm giác, đau chủ bá đạo, bây giờ lên bảng đau khách cũng như thế biến thái cực đoan, không biết rõ vị cuối cùng đao khách lại là đáng sợ đến bực nào biến thái không chỉ có chu vô thị trường sinh thư các tất cả mọi người giang hồ hào khách cũng mong đợi nhìn qua trên đài cao lý trường sinh lý trường sinh nhấp một ngụm trà thấm giọng một cái nói cuối cùng này một vị đao khách chính là truyền ưng đối với truyền ưng trong giang hồ người biết không nhiều nhưng hắn lại là đại tống giang hồ rất kinh tài diễm diễm thiên kiêu ngộ tính thiên phú vang dội cổ kim hắn xuất sinh người bình thường, ít có kỳ khí, không tốt cùng trẻ em quần tụ, mỗi độc nhập thâm sơn, mấy ngày bắt đầu quay về, một ngày, hắn cửu phụ kháng thiên thủ lệ Linh Vân bơi tới gia tỷ chỗ ở, gặp truyền ưng đầu tiên là Kinh Hải, tiếp theo mừng rỡ, xem truyền ưng là khoáng thế kỳ tài, mang theo trên người dốc lòng dạy bảo. Lệ Linh đem trong lòng ngực dịch học lý số, địa lý thiên văn, võ đạo bí pháp, toàn bộ tận truyền cho cái này cháu trai mà truyền ưng cũng không phụ kỳ vọng cao, một học liền hiểu, một hiểu liền tin, lệ linh rất nhanh liền dậy không thể dậy, thở dài ba tiếng, cười to mà đi, từ đây truyền ưng một mình đi xa, lực lịch thiên hạ danh sơn đại xuyên, lấy thiên địa tự nhiên vi sư. Tìm kiếm thiên đạo cực hạn, hắn quan sát yến tử phi tường quỷ tích, phát giác không bàn mà hợp thiên địa chí lý, chính là hòa hợp tại kiếm pháp, sáng chế kinh thế kiếm thuật, hắn lấy sông núi nhật nguyệt, phong vũ lôi điện vi sư kiếm pháp thông thần, sau đó bỏ kiếm dùng đao, từng viễn phó phía bắc tường thành băng hàng chi địa, lấy thiên địa tự nhiên, vạn vật sinh linh rèn luyện đao pháp. 27 tuổi đao pháp đại thành, hơn từng tiếng vào chiến thần điện, tập được chiến thần đồ lục, đao pháp siêu phàm nhập thánh, đã nhập đao thánh chi cảnh, theo lý trường sinh tiếng nói rơi xuống, trường sinh thư các triệt để nổ bể ra tới, đao thánh, đây cũng không phải là tôn xưng, mà là tu vi cảnh giới, võ thánh cảnh tuyệt thế đao khách, truyền ưng lại là một vị đao thánh. Đáng sợ, thật là đáng sợ, mà lại truyền ưng lại còn tiến vào trong truyền thuyết chiến thần điện, tập được chiến thần đồ lục, chiến thần đồ lục quy lực, theo lý trường sinh trước đó giảng thuật tứ đại kỳ thư lúc đã lộ ra ánh sáng, cho dù thượng cổ tiên nhân quản thành tử đều có thể bởi vì chiến thần đồ lục mà thực lực tăng vọt, hắn cường đại có thể nghĩ. Một thời gian, Trường sinh thư các vô số giang hồ hào khách bắt đầu nghị luận, nghĩ không ra đao thần bản đứng đầu bản lại là một vị đao thánh, còn từng tiến vào chiến thần cung, tập được chiến thần đồ lục, thật sự là đáng sợ, quản thành tử lĩnh ngộ chiến thần đồ lục, tu vi tăng vọt, còn sáng chế trường sinh quyết, si vưu xem chiến thần đồ lục, sáng chế vô thượng ma công. Có thể thấy được có thể tiến vào chiến thần cung, đồng thời tập được chiến thần đồ lục người, là bực nào cường đại đáng sợ, nghĩ không ra đại tống giang hồ lại còn có như thế nhân vật, đại tống triều đình mềm yếu sợ trứng, nhưng đại tống giang hồ lại cường giả không ít, trước có trường sinh bất lão 500 năm tiêu giao tử, bây giờ lại xuất hiện đao thánh truyền ưng. Đại tống mềm yếu, không phải không có thực lực, là miếu đường phía trên đế vương quá mức sợ trứng, trách không được gọi lớn đưa, đao thánh truyền ưng, thiên đao tống khuyết trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, hoàn ảnh, đệ nhất tà hoàng các loại đao đạo cường giả cũng quá mức cực đoan bất quá truyền ưng không giống những người này đao thần bản thủ đương chi không thẹn nhưng vì đao giáp đây cũng là mục tiêu của hắn siêu việt mục tiêu cửu lâu phòng thiên hạ thật sự là ngoạ hổ tàn long lại xuất hiện một cái trong truyền thuyết võ thánh hoàng dung một mặt thổn thức tại đào hoa đảo lúc nàng cảm thấy nàng phụ thân hoàng dược sư rất cường đại cho dù ly khai đào hoa đảo về sau nàng cũng cảm thấy như vậy thẳng đến gặp lý trường sinh nguyên bản thiên nhân cảnh tu vi hoàng dược sư lập tức trở nên nhỏ bé bắt đầu đừng nói thiên nhân cảnh chính là võ hoàng võ đế cũng liên tiếp xuất hiện thậm chí còn có trong truyền thuyết võ thánh đột nhiên cảm giác võ thánh cũng không phải truyền thuyết nghĩ đến trước đó lý trường sinh liền chém một cái phật môn võ thánh tự hồ võ thánh cũng không có trong truyền thuyết như vậy siêu phàm nhập thánh tại công tử trước mặt võ thánh cũng chỉ là phàm nhân Minh Châu phu nhân hẹp dài yêu giả đôi mắt đẹp mang theo ý cười, thanh âm vũ mị, từ khi đạt được ách nang độc thể cùng đấu khí công pháp về sau, lòng tin nàng tăng nhiều, đợi nàng đột phá đến đấu tôn cảnh, cho dù võ thánh cũng có thể một trận chiến, đã từng cự ly nàng không gì sánh được xa xôi võ thánh, không còn là xa không thể chạm mộng. Phản phất có thế đụng tay đến, có công tử trợ giúp, ta tu vi tăng lên có thể nói một ngày ngàn dặm, Minh Châu phu nhân liếm liếm đôi môi đỏ thắm, nếu không phải Lý Trường Sinh ở phía dưới trước mọi người tọa đàm, nàng đều nghĩ hiện tại liền nhào tới nghiền ép Lý Trường Sinh kim khố, có Lý Trường Sinh trong kim khố tài nguyên ủng hộ, nàng tu luyện, tự như cưỡi tên lửa. Khi thật là bay đồng dạng cảm giác, cái này hồ ly tinh, lại nghĩ chiếm lấy thần tiên ca ca, loan loan liếc mắt minh châu phu nhân, liền biết rõ cái này yêu nữ lại phát sốt, cần trị tận gốc, không được, đền này không thể để cho nàng đạt được, Loan loan trong đầu hiện lên vô số ý niệm, đêm nay nàng muốn cướp chiếm tiên cơ, trên đài cao, Lý Trường Sinh không biết rõ rất nhiều yêu nữ đã nhớ thương hắn tiền vàng. Hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nhìn qua đám người, tất cao giọng nói, Đao thần bản liền nói đến nơi này, tiếp xuống liền nói một chút Yên Chi bản, hôm nay liền nói đại nguyên cùng đại thanh hai nước chỗ mỹ nữ, gọi chung nguyên thanh yên chi bản.